Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 148. Ăn trái cây xong, Ngô Bình ngồi xếp bằng, ngưng tụ linh phù. Anh đã chuẩn bị tốt cho việc thu thập dược liệu trong khu vực linh nhưỡng nên cũng không sốt ruột, quyết định tăng tu vi trước đã. Sau đó, anh còn dùng toàn bộ linh khí trong chủ khiếu ngưng tụ thành linh phù, thuận thế tiến vào cảnh giới tiếp theo linh niệm. Linh niệm là thứ tạo nên từ nền móng linh lực, tiến thêm một bước này là tăng thêm sự chủ động cho linh lực, sinh ra ý thức thứ hai gọi là linh niệm. Theo sự lý giải của Ngô Bình, linh niệm này càng giống ý chí võ đạo mà anh từng tu luyện trước đây, nếu dựa theo ý tưởng này thì việc tu luyện không khó. Quả nhiên, mạch suy nghĩ một khi được mở ra thì 14 loại chân lực trong cơ thể lập tức ngưng tụ ra từng tia linh niệm. Sau đó những linh niệm này lại kết hợp hình thành một linh niệm chính. Có linh niệm chính này, tất cả chân lực đều tụ về một mối, không còn mặc ai nấy bay nữa. Nhiều đó vẫn chưa xong, Ngô Bình phải tu luyện ý chí võ đạo mình để nó bổ trợ vào linh niệm, biến thành linh niệm võ đạo, tương đương với ý chí võ đạo tu luyện trước kia của anh. Linh niệm vừa hình thành, Ngô Bình cảm thấy tinh thần của mình như mới được lột xác, anh kiểm soát cơ thể càng thêm linh hoạt và tinh tế. Ngưng tụ linh niệm xong thì đã qua 3 ngày, kế tiếp là thu thập linh dược. Khu vực linh nhưỡng này chiếm diện tích khá rộng, 4 ngày kế tiếp, Ngô Bình thu thập được rất nhiều linh dược, số lượng lên tới hơn 50.000 cây. Rời khỏi nơi đó, Ngô Bình thầm nghĩ, mình thu thập linh dược đủ cho việc tu luyện lên cảnh giới thần thông rồi, nên về Huyền Minh giáo thôi. Quyết định xong, Ngô Bình bay lên không, chẳng bao lâu sau đã xuất hiện ở rìa rừng xương độc. Anh vừa đi ra thì thấy một cô gái xinh đẹp đang ở cách đó không xa, vừa thấy anh, cô ấy vội chạy tới, công tử. Ngô Bình nhìn kỹ lại, thì ra là Chu Thiên Mi, khi đối phương tới gần, trong lòng Ngô Bình cảm thấy có chút khác thường nhưng giọng vẫn bình thản, sao cô còn ở đây? Chu Thiên Mi cười quyến rũ, công tử, vết thương của chị tôi đã đỡ hơn, tôi tới báo đáp anh. Ngô Bình có chút hứng thú, vậy cô định báo đáp tôi thế nào? Chu Thiên Mi, chị tôi sẽ gả cho công tử, chị ấy rất xinh đẹp. Ngô Bình ngẩn ngơ, chị cô gả cho tôi à? Chu Thiên Mi cười, công tử, nếu anh thấy chị tôi thì chắc chắn sẽ siêu lòng. Ngô Bình vội xua tay, tôi không cần các người báo đáp. Chu Thiên Mi vội nói, công tử, anh cưới chị tôi đi, nếu anh không cưới chị ấy thì chị ấy sẽ bị tên xấu xa kia làm nhục. Ngô Bình hỏi, là ác bá à? Chu Thiên Mi gật đầu, độc của chị tôi do tên ác bá kia phái người hạ độc, mục đích là ép chị tôi khuất phục. Nhưng chị tôi thà chết chứ không chịu trở thành món đồ chơi của hắn. Ngô Bình nghĩ rồi nói, vậy đi, tôi về với cô, giúp cô giải quyết chuyện này, còn chuyện cưới xin thì tôi từ chối. Chu Thiên Mi mừng rỡ, tốt quá công tử, chúng ta xuất phát thôi. Không cần gấp, bạn tôi còn ở đây, nói xong anh quay lại chỗ trọ kêu Phương Phương. Sau đó ba người cưỡi trâu trắng và ngựa đi tới nhà Chu Thiên Mi thành Thanh Mông. Thành Thanh Mông cách nơi này hơn 900 dặm, trâu trắng tốc độ như thần, cùng ngày đã tới nơi. Vừa vào thành, Ngô Bình phát hiện nơi này rất lớn, còn khá phồn hoa. Vào thành hơn 10 phút, họ tới một ngõ nhỏ, nằm cuối ngõ là nhà họ Chu. Chu Thiên Mi đẩy cửa, trong sân phơi không ít quần áo, một cô gái đang trong phòng bếp. Nơi ấy không ngừng truyền ra âm thanh. Nghe được tiếng đẩy cửa, cô gái vội đứng lên đón khách. Cô ấy mặc áo vải gai, dung mạo tuyệt sắc, Ngô Bình thấy mà ngẩn ngơ. Cô gái đứng cách Ngô Bình khoảng 3 bước, chắp tay bái, tiểu nữ khuynh thành báo tạ ơn cứu mạng của công tử. Ngô Bình vội nâng cô ấy lên, cô không cần khách sáo. Chu Thiên Mi cười, công tử, chị tôi đẹp không? Chu Thiên Mi đanh mặt nói, Thiên Mi, không được vô lễ. Ngô Bình cười, sao có thể nói là vô lễ? Cô ấy đang nói sự thật mà, cô thật sự quá xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành. Chu Khuynh Thành thở dài, đã khiến công tử chê cười, do con bé không quá hiểu phép tắc. Ngô Bình nhìn một vòng, trong nhà không còn ai à? Chu Khuynh Thành, cha mẹ đã qua đời, chỉ có hai chị em chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau. Ngô Bình gật đầu, tôi nghe Thiên Mi nói có một tên ác bá bắt nạt các cô, tôi đã giúp các cô thì sẽ giúp tới nơi tới chốn,
giải quyết rắc rối cho các cô. Chu Khuynh Thành thở dài, tên ác bá đó là con của một thương nhân giàu có, mấy năm trước tới cửa ép tôi làm thiếp, nhưng tôi không đồng ý. Mấy năm nay hắn luôn tới quấy rầy, khi tôi quyết ý muốn chết, hắn sợ tôi tự sát nên hạ độc hóa cốt, buộc tôi phải vào khuôn khổ. Ngô Bình, cô gan dạ dũng cảm làm tôi phải khâm phục. Vậy đi, tôi là đệ tử Huyền Minh giáo, nếu các cô bằng lòng thì tới Huyền Minh giáo, tôi sắp xếp chỗ ở cho. Ngô Bình nói, công tử, đã được anh giúp đỡ, sao tôi có thể làm phiền anh nữa chứ? Ngô Bình, tiện tay mà thôi, cũng không phiền gì. Chu Khuynh Thành nghĩ rồi nói, chị em tôi đành làm phiền công tử thêm vậy. Ngô Bình, vậy thu xếp đồ đạc đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Chu Khuynh Thành, công tử vào phòng dùng trà chờ chúng tôi một chút nhé. Chu Khuynh Thành rót vài ly trà rồi cùng Chu Thiên Mi đi dọn đồ. Thấy hai chị em vào phòng, Phương Phương thấp giọng nói, công tử không cảm thấy kỳ quái à? Ngô Bình, cái gì kỳ quái? Phương Phương, hai người kia đẹp như vậy mà lại ở nơi rách nát thế này, với vẻ ngoài của họ, các công tử nhà giàu nên đạp nát bệ cửa cầu hôn từ lâu rồi, sao có thể suy sụp tới mức này? Ngô Bình cười hỏi, nên cô cảm thấy họ đang diễn. Phương Phương, công tử, vừa rồi Chu Khuynh Thành nấu ăn nhưng tôi quan sát tay cô ta thì thấy nõn nà mịn màng lắm, không hề có vết chai. Thêm nữa là tuy quần áo giản dị nhưng lót bên trong là vài loại tốt. Ngô Bình nâng ly trà, thản nhiên nói, tôi đã phát hiện ra mấy thứ này từ đầu rồi. Phương Phương, công tử, tôi cảm thấy chuyện là ác bá ức hiếp đều là giả, tí nữa chúng ta hỏi hàng xóm chung quanh, đảm bảo họ sẽ lòi. Ngô Bình, không cần lo lắng, tôi muốn xem mục đích của họ là gì. Một lát sau, hai chị em đã thu dọn xong, chuẩn bị theo Ngô Bình rời đi. Ngô Bình cũng không vội vàng, anh nói, ảo thuật của hai người cũng tạm, tiếc là không lừa được tôi. Hai cô gái hoảng hốt, Chu Thiên Mi nói, công tử đang nói gì thế? Ngô Bình vung tay, chân lực chấn động, anh dùng một loại chân lực trong 12 chủ khiếu, có thể phá tan ảo cảnh. Ngay tức khắc, cảnh vật chung quanh xảy ra thay đổi, hai cô gái xinh đẹp biến thành hai người phụ nữ khoảng 40, 50, vẻ ngoài xấu xí, chẳng phải mỹ nhân gì cả. Hai người hoảng sợ, quay thân định chạy thì cảm thấy cơ thể nặng nề, bị Ngô Bình gạt ngã trên đất. Ngô Bình đạp lên lưng một trong hai, lạnh lùng nói, các người dùng trăm phương nghìn kế, vận dụng ảo ảnh lừa tôi tới đây, để làm gì hả? Với lại Chu Thiên Mi trước đó ở đâu? Hóa ra Chu Thiên Mi ban đầu anh gặp là thật nhưng kẻ anh gặp lúc quay về là giả. Dù anh nhìn ra nhưng không vạch trần, vì để xem họ có mục đích gì. Người phụ nữ nói, tôi khai, chị em họ bị chúng tôi nhốt trong sân khác, đừng giết chúng tôi. Ngô Bình, các người tiếp cận tôi làm gì? Ai là chủ mưu đứng sau? Người phụ nữ, chúng tôi nhận được lệnh đi theo cậu vào Huyền Minh giáo, sau đó nghĩ cách khiến cậu bị đuổi ra khỏi giáo. Ngô Bình thắc mắc, bị đuổi khỏi Huyền Minh giáo sao? Người phụ nữ gật đầu, đúng vậy. Chỉ cần đạt được mục tiêu này thì chúng tôi sẽ thành công, họ sẽ cho chúng tôi phần thưởng lớn. Ngô Bình, rốt cuộc người chủ mưu là ai? Người phụ nữ lắc đầu, chúng tôi cũng chỉ nhận nhiệm vụ từ cấp trên, không hề biết thân phận của họ. Ngô Bình chau mày, suy nghĩ rồi nói, dẫn tôi đến gặp chị em nhà họ Chu. Người phụ nữ vội gật đầu. Dẫn Ngô Bình đến một căn nhà cách đó hơn 100 mét. Họ đẩy cổng ra thì thấy cửa phòng đang mở, hai cô gái xinh đẹp đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, chắc hẳn đó là chị em nhà họ Chu. Ngô Bình quan sát một lúc rồi đưa tay ấn nhẹ lên người hai người họ, Chu Thiên Mi và Chu Khuynh Thành lần lượt tỉnh lại. Chu Thiên Mi nhìn thấy Ngô Bình thì nhẹ nhàng thốt lên, công tử, sao anh lại ở đây? Ngô Bình kể tóm lược lại đầu đuôi sự việc rồi nói. Mục tiêu của hai người này là tôi, lần này là tôi đã làm liên lụy đến mọi người. Chu Khuynh Thành ăn mặc như một phụ nữ già, cô ấy vội nói, công tử đừng nói như thế, đều là do chúng tôi, nếu không thì họ cũng không đến tìm công tử. Ngô Bình nói với Phương Phương, xử lý bọn họ đi. Phương Phương gật đầu, rút kiếm đâm chết hai vị người phụ nữ, đối với kẻ địch không cần thiết phải nhân từ, mặc dù cô ta là phụ nữ nhưng cũng hiểu được đạo lý này. Ngô Bình, hai vị, chúng ta từ biệt ở đây,
Các cô giữ lại số tiền này dùng đi. Anh nói xong thì vứt lại một túi tiền tinh rồi quay đầu bỏ đi. Lúc này, Chu Khuynh Thành đột nhiên gọi Ngô Bình lại, nói công tử xin dừng bước. Ngô Bình đứng lại, hỏi có việc gì? Chu Khuynh Thành do dự một lúc rồi nói, mời công tử vào nhà. Ngô Bình chỉ đành đi theo cô ấy vào trong nhà. Cô ấy đóng cửa lại rồi đột nhiên cởi quần áo ra, để lộ chiếc lưng trắng nõn. Ngô Bình sững sờ, không phải anh bị hấp dẫn bởi cơ thể của cô ấy mà là trên lưng cô ấy có một tấm bản đồ với rất nhiều chữ viết rất nhỏ. Sau khi cho Ngô Bình xem, Chu Khuynh Thành mặc quần áo vào lại, nói công tử, trên lưng tôi là bản đồ kho báu, là do bố tôi để lại. Ngô Bình nhìn Chu Khuynh Thành, nhận ra khí chất của cô ấy không tầm thường thì không kiềm được, hỏi cô là ai? Sao tấm bản đồ kho báu này lại được xăm trên lưng cô? Chu Khuynh Thành thở dài, công tử có ơn cứu mạng Khuynh Thành nên tôi sẽ nói cho anh biết sự thật. Tôi và Thiên Mi vốn là công chúa của nước Chu Ly, bố của chúng tôi là quân vương có tiếng. Bố tôi Nam Chinh Bắc Chiến, vô tình có được bản đồ kho báu này. Vì nó có ý nghĩa lớn, bố tôi sợ người khác chú ý nên đã xăm bản đồ kho báu lên lưng chị em tôi rồi giả vờ vô tình làm hỏng mất bản đồ gốc để tránh người khác có mưu đồ. Nhưng dù như vậy thì kinh thành vẫn bị các tông môn hợp lực tấn công, bố của chúng tôi bị giết, các thành viên hoàng thất gần như chết sạch. Nhờ có đường hầm bí mật nên tôi và em gái mới chạy trốn được. Ngô Bình nhìn họ, nói, những tông môn đó không tìm các cô nữa sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chu Khuynh Thành thở dài, lúc đó chúng tôi thay quần áo cung nữ, sau đó mượn bùa đột, trốn ra ngoài hơn vạn dặm, đương nhiên họ không thể tìm được chúng tôi. Sau đó, chúng tôi đã ẩn cư ở đây, nhưng nào ngờ cách đây không lâu đã trúng phải hóa cốt kỳ độc, may nhờ có đan dược của công tử cứu mạng tôi. Ngô Bình không ngờ hai cô gái này còn có thân thế như vậy. Anh Bình thản đáp, các cô cứ thế nói cho tôi biết chuyện về tấm bản đồ kho báu sao. Chu Khuynh Thành nói, thực lực của hai chị em tôi kém, tự thấy không đủ sức tìm kho báu, chỉ bằng tặng cho công tử, xem như trả ơn cứu mạng của công tử. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, còn ai biết về kho báu này nữa không? Chu Khuynh Thành, ngoài chị em tôi ra thì chỉ có hai vị đây biết. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng bản đồ này trên người hai cô, tôi e không tiện xem. Chu Khuynh Thành đỏ mặt, công tử cứ xem bình thường. Phương Phương, nếu đã như vậy thì hai cô hãy cùng công tử về Huyền Minh giáo đi, tạm thời đi theo tháp thùng ở đó. Hai cô gái vui mừng, Huyền Minh giáo là thế lực rất lớn, lại có Ngô Bình bảo vệ, cuộc sống của họ ở đó sẽ tốt hơn ở đây, thế là họ gật đầu đồng ý ngay. Ngô Bình, người giả mạo hai cô nói có ác bá ức hiếp hai cô, có chuyện này không? Chu Khuynh Thành, có. Có điều mấy ngày trước ác bá đắc tội với một người có gốc gác nên đã bị đánh chết rồi. Ngô Bình, vậy không còn chuyện gì nữa rồi, chúng ta đi thôi. Anh nói xong thì dưới chân liền xuất hiện một luồng linh khí, ngưng tụ thành một đám mây trắng. Đám mây đưa mấy người họ bay ra khỏi nhà rồi bay lên cao. Bên dưới, Châu Trắng và Tuấn Mã chạy theo sau. Tối hôm đó, Ngô Bình đã về Huyền Minh giáo. Cuối cùng thì Vân Thường cũng chờ được anh. Cô ấy nói, sư huynh, trưởng lão Cửu Quang Thái đã chính thức tuyên bố anh là đệ tử của ông ấy rồi. Ngô Bình, đối thủ giành không lại ông ấy, vị sư tôn này của tôi cũng có chút thực lực. Vân Thường, trưởng lão Cửu Quang Thái cho người đến, nghe nói anh đã ra ngoài nên nhắn lại. Bảo sư huynh về đến thì đến gặp ông ấy. Ngô Bình, ông ấy đang muốn chính thức nhận tôi làm đệ tử đây. Vân Thường, chắc là vậy. Sư huynh, sáng mai anh qua đó đi. Ngô Bình gật đầu, được. Sau khi sắp xếp cho hai chị em nhà họ Chu và Phương Phương, anh chuẩn bị luyện chế một số đan dược trước. Lần này anh đã hái số lượng lớn linh dược, có thể luyện chế được rất nhiều đan dược. Anh tổng hợp và suy nghĩ xong thì lại luyện chế một số nguyên linh đan để cho Vân Thường uống, giúp cô ấy đột phá. Anh luyện xong hai mẻ nguyên linh đan thì tiếp tục đột phá. Luyện khí tầng tiếp theo gọi là linh khí hóa vật. Bước này cần tu luyện thời gian dài, tích lũy linh khí, cần phải khổ luyện mấy tháng, thậm chí là mấy năm mới luyện được. May này Ngô Bình có tiên thể cửu truyền, thể chất mạnh,
linh khí của anh cũng đến từ vũ trụ chính nên anh đã nhanh chóng luyện được tầng này. Lúc này, anh vừa vận dụng linh khí thì linh khí liền ngưng tụ thành các loại đồ vật hoặc lá chắn, đao kiếm, thậm chí là cung tên. Có điều đồ vật càng phức tạp thì càng khó ngưng tụ, trong đó liên quan đến rất nhiều kỹ thuật, cần phải cố sức luyện tập thì mới có thể tạo ra được một đồ vật hoàn chỉnh. Thông thường, tu sĩ bình thường có thể nắm được 2 đến 3 phép biến hóa đã khá lắm rồi. Nhưng mục tiêu của Ngô Bình lại cao hơn nhiều, lúc thì anh biến linh khí thành áo giáp, lúc lại biến thành đao kiếm, lúc lại biến ra núi đồi, thiên biến vạn hóa. Anh cứ thế luyện đến sáng, linh khí hóa vật của anh cũng đã tương đối thuần thục, biến hóa khôn lường, nâng thực lực của anh lên rất cao. Sau đó, anh rửa mặt rồi đến gặp Cửu Quang Thái. Lúc đến chỗ ở của Cửu Quang Thái, anh nhìn thấy trước cửa có 2 đệ tử chân truyền đang đứng, họ nhìn thấy anh thì đồng loạt cung kính chào với vẻ rất khách sáo, công tử, Cửu trưởng lão đang đợi anh đấy. Ngô Bình gật đầu, bước vào trong. Trước sân đặt rất nhiều hoa cỏ, anh đến trước một gian phòng, cửa đang được đóng chặt. Lúc này, bên trong có tiếng của Cửu Quang Thái truyền ra, Ngô Bình, cậu vào đây đi. Ngô Bình đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng, sắc mặt Cửu Quang Thái vàng vọt, dáng vẻ rất yếu ớt. Ngô Bình giật mình, vội hỏi, sư tôn, người làm sao thế? Cửu Quang Thái xua tay, không sao, có người muốn giành đệ tử khỏi tay ta, ta đã đánh với người đó một trận. Chúng ta đều bị thương, nhưng vết thương của người đó nặng hơn ta một chút. Này, vì con mà ta đã tốn bao công sức đấy, con đừng có làm ta thất vọng. Ngô Bình vội nói, đệ tử sẽ khiến sư phụ được hãnh diện với đời. Cửu Quang Thái cười lớn nói tốt, ta cũng sẽ ủng hộ con hết sức, để con trở thành đệ nhất thiên kiêu của Huyền Minh giáo. Ngô Bình, sư tôn, đệ tử nghe nói giáo chủ sắp truyền chức vị của mình cho một trong 5 người con rể phải không ạ? Ngô Bình hỏi rất thẳng thắn, Cửu Quang Thái nghe xong thì không hề tỏ ra bất ngờ mà nói, đây là chuyện hiển nhiên. Giáo chủ không truyền cho 5 người con rể bọn ta thì truyền cho ai? Ngày xưa, người chọn chúng ta cũng có tính toán hết rồi. Ngô Bình, chắc cạnh tranh sẽ khốc liệt lắm sư tôn nhỉ? Cửu Quang Thái, ừ, trong 5 người chỉ có ta thi ớt đệ tử thiên tài nên toàn bị mấy người kia đè đầu cưỡi cổ. Nhưng giờ thì khác rồi, ta đã có một thiên kiêu là con. Ông ấy nói tiếp, bây giờ, con quan trọng với ta lắm đấy. Con càng giỏi thì giáo chủ càng trọng dụng ta. Đến lúc đó, ta cũng có thể dành về cho con nhiều tài nguyên nhất. Nói rồi, ông ấy chợt sững người rồi giơ tay ấn vào NG Ngô Bình, sau đó hô lên, thể chất của con. Đang tỏa ra khí tức khiến ta không yên tâm. Không đúng, con mới ở cảnh giới tôi thể cơ mà. Sao giờ đã ở cảnh giới luyện khí rồi? Ngô Bình cười nói, vâng, thời gian qua đệ tử đã vất vả tu luyện nên cuối cùng đã đột phá ạ. Cửu Quang Thái gật đầu, xem ra Liễu trưởng lão đã chỉ dẫn cho con không ít. Tốt lắm, chỉ cần con đạt đến tầng thứ 5 luyện khí là có thể đến tiên khí điện thử vận may rồi. Ngô Bình chưa nghe nói đến nơi này bao giờ nên hỏi, sư tôn, tiên khí điện là nơi nào ạ? Cửu Quang Thái cười nói, trong lòng đất có tích trữ 3 tiên khí của vũ trụ chính. Nếu tư chất của con đủ tốt thì có thể dính được một chút tiên khí, từ đó sẽ thay ra đổi thịt. Sức mạnh cũng tăng vọt. Đương nhiên, cơ hội này rất mong manh, từ sau khi tiên nhân lấy được 3 luồng tiên khí ấy đến nay, chỉ có đúng một người dính được chút tiên khí, sau này người đó đã trở thành sư tổ sáng lập nên Huyền Minh giáo. Ngô Bình nổi hứng hỏi, sư tôn, tiên khí này ở đâu ra ạ? Chỉ Huyền Minh giáo mình mới có thôi ư? Cửu Quang Thái, nghe nói ngày xưa, cường giả đạo cảnh sáng lập ra vũ trụ minh cổ đã mang 300 luồng tiên khí đến đây. Còn lai lịch của chúng thì không ai biết, chỉ biết là chúng rất mạnh thôi, chỉ cần dính được một chút tiên khí là sẽ có sự tiến bộ vượt bậc. Ngô Bình, vậy là 297 luồng tiên khí khác đã thuộc về các thế lực khác. Cửu Quang Thái, đúng thế, Huyền Minh giáo chỉ có 3 trong số 300 thôi nhưng cũng đã may lắm rồi. 3 luồng tiên khí này là tiên khí Huyền Minh, tiên khí Thái Giáp và tiên khí Long Hổ. Ngày xưa tổ sư gia nhà mình đã thấm được một chút tiên khí Huyền Minh nên mới có tiên thể Huyền Minh, sau đó thành lập Huyền Minh giáo như bây giờ. Ngô Bình ngạc nhiên nói, mới thấm có một chút mà đã thành lập được cả giáo phái rồi, tiên khí này lợi hại quá.
Cửu Quang Thái, ta cũng mong con thấm được một chút, nếu con cũng có tiên thể huyền minh thì huyền minh giáo sẽ phong con là đệ tử số một và con sẽ được chia nhiều tài nguyên nhất. Ngô Bình, sư tôn, có luyện hóa được tiên khí ấy không ạ? Nghe thấy thế, Cửu Quang Thái cười phá lên, đó là tiên khí đấy, ở vũ trụ chính nó cũng là một thứ gì đó rất mạnh thì sao tu sĩ ở vũ trụ hạng hai như chúng ta luyện hóa được. Con đừng nghĩ nhiều quá, chỉ cần thấm được một chút thôi. Ngô Bình gật đầu, vâng. Hai thầy trò ngồi nói chuyện mãi, sau đó Ngô Bình cũng biết thêm nhiều chuyện bí mật của huyền minh giáo. Cửu Quang Thái, ngày mai, ta sẽ cử hành lễ nhận đệ tử để chính thức nhận con. Đến lúc đó, giáo chủ cũng sẽ đến dự, đương nhiên cũng có nhiều người không ưa ta đến, kiểu gì họ cũng nghĩ cách khiến con bẽ mặt, con hãy chuẩn bị tâm lý trước, đừng làm xấu mặt ta. Ngô Bình, vâng. Cửu Quang Thái giơ tay ra, đưa nhẫn chữ đồ của con cho ta cho con ít tài nguyên. Lần trước, ông ấy cũng cho Ngô Bình tài nguyên rồi, nhưng không nhiều, vì khi đó anh chưa phải đệ tử chính thức. Ngô Bình đưa nhẫn cho Cửu Quang Thái, ông ấy đã chuyển một lượng lớn tài nguyên cho anh. Ngô Bình nhận lại chiếc nhẫn thì thấy có đầy tiền huyền minh. Ngô Bình ngẩn ra hỏi, sư tôn, sao người cho con nhiều tiền thế? Cửu Quang Thái cười nói, ở đây thì muốn mua gì đều dùng tiền huyền minh. Ta cho con 10 tỷ, con giữ mà dùng, cần gì cứ mua, tiêu hết ta lại cho tiếp. Ngô Bình vội vàng cảm ơn. Cửu Quang Thái, trong bốn người cạnh tranh với ta, có một người tên là La Cản Anh, ông ta cũng đã nhận một đệ tử thiên kiêu tên là Quách Diệu Huyền. Quách Diệu Huyền này cũng từng gây chấn động huyền minh giáo, nhưng thành tích vẫn kém con một chút. Xong. Hắn đã tu luyện ở huyền minh giáo 4 năm rồi. Nghe đâu, hắn sắp đột phá lên cảnh giới thần thông. Ngô Bình, La Cản Anh luôn bất hòa với ta, kiểu gì ông ta cũng bảo Quách Diệu Huyền sỉ nhục con cố nhịn đừng xung đột với hắn, không lại thiệt thân nghe chưa? Ngô Bình không phải người sợ phiền phức nên nói, sư tôn, tại sao phải nhịn ạ? Nếu hắn dám lộng ngôn, con sẽ cho hắn một bài học. Cửu Quang Thái ngẩn ra. Nhưng hắn ở tầng thứ 10 luyện khí rồi, con có chắc thắng được không? Ngô Bình, tuy con mới ở tầng thứ sau, nhưng vẫn xử hắn được. Thấy Ngô Bình tự tin như vậy, Cửu Quang Thái lại đâm lo, Ngô Bình, con chờ cho tu vi tăng thêm một chút được không? Nếu con ở tầng thứ 8 rồi thì ta thấy sẽ khả quan hơn. Luyện khí tầng thứ 7 là nhập sát, tầng 8 là huyền môn. Nhập sát là luyện sát khí trong tự nhiên vào chân khí. Nhằm tăng lực sát thương. Huyền môn thì lợi hại hơn một chút, sẽ mượn linh lực để mở một cánh cửa trong cơ thể, bên trong cánh cửa ấy sẽ tự hình thành trời đất. Đương nhiên mỗi huyền môn đều không giống nhau. Thực lực của tu sĩ huyền môn cơ bản có thể hạ được tu sĩ nhập sát, khi tiến vào cảnh giới này thì thể chất của tu sĩ sẽ được nâng cao. Ngô Bình nghe xong thì nói, để đệ tử thử xem có thể đột phá lên tầng thứ 8 trước buổi lễ ngày mai hay không. Muốn đột phá lên cảnh giới này trong một thời gian ngắn là cực kỳ khó. Cửu Quang Thái, ừ, con cứ thử đi, đột phá được thì tốt, không thì cũng không sao. Ta thấy sau này chắc chắn con sẽ giỏi hơn Quách Diệu Huyền kia. Nói rồi, ông ấy lấy một thứ màu đen tỏa sát khí bức người ra. Cửu Quang Thái, đây là bùn thiên sát, cả huyền minh giáo chỉ có 3 khối thôi, đây vốn là vật tốt nhất cho cảnh giới nhập sát, tiếc là số lượng không nhiều. Dùng hết bùn ở đây cũng không đủ cho 10 tiến vào cảnh giới này. Huống hồ, nó còn rải rác ở khắp nơi, muốn gom lại thì khó lắm. Ngô Bình nghĩ tới hồ lô vạn hóa rồi hỏi, sư tôn, chắc chỗ bùn này cũng không luyện ra được nhiều thiên sát ạ. Cửu Quang Thái, ừ, nhưng con có thể dung hợp nó với sát khí khác, như vậy có thể tăng thực lực của con ở cảnh giới nhập sát. Ngô Bình, cũng được ạ, cảm ơn sư tôn. Cửu Quang Thái cười nói, con mau về chuẩn bị đi, sáng mai đến chỗ ta. Vâng. Ngô Bình quay về đỉnh Cô Tú, khi đi qua cổng thì anh nghe thấy phía bên trái có tiếng động. Anh ngoảnh sang thì nhìn thấy một người đàn ông đi tới, vẻ mặt anh ta tái nhợt, sư đệ, anh là nhị sư huynh Cao Dực của cậu. Ngô Bình vội chào hỏi, nhị sư huynh. Cao Dực, sư đệ, ban nãy anh vốn định đến chỗ sư tôn gặp cậu. Nhưng thấy mình kém cỏi quá, không có mặt mũi nào gặp sư tôn nên đành chờ cậu ở đây. Ngô Bình, sư huynh tìm em có việc gì không ạ?
Cao Dực, giờ anh thành kẻ vô dụng rồi, tư chất còn thua người thường. Anh bị thế này cũng do kẻ khác hãm hại, họ không muốn sư tôn mình có đệ tử thiên tài. Ngô Bình, sư huynh có biết đó là ai không? Cao Dực, biết thì cũng làm được gì chứ? Anh là một kẻ thất bại, giờ không còn giá trị gì nữa rồi. Anh ta ngập ngừng một lát rồi nói, anh đến để nhắc cậu nhất định phải cẩn thận và bảo vệ bản thân. Nói rồi, anh ta lấy một cái hộp rồi mở ra, bên trong cũng có một khối bùn thiên sát, sau đó đưa cho Ngô Bình, sư đệ, chắc sư tôn cũng cho cậu một khối rồi. Năm xưa, anh cũng có một khối nhưng chưa kịp dùng đến thì đã thành như bây giờ anh tặng nó cho cậu. Ngô Bình không tin Cao Dực này lại chủ động tặng bùn thiên sát cho mình. Khả năng cao là cửu quang thái đã ra hiệu ngầm cho anh ta, cảm ơn sư huynh, độc tố của anh không loại trừ được sao. Cao Dực lắc đầu, nó đã thấm vào xương tủy rồi, không thể chữa được. Ngô Bình, sau này, chúng ta thường xuyên gặp gỡ nhé. Cao Dực mỉm cười, anh là một tên vô dụng rồi thì còn làm được gì nữa, thôi anh không làm phiền cậu nữa, tạm biệt, nói rồi, anh ta quay người bỏ đi. Ngô Bình không hề nhìn thấy sau khi quay đi, gương mặt Cao Dực đã hiện lên vẻ căm hận và độc ác. Anh ta đi xa rồi thì mấy tùy tùng mới xuất hiện, một người trong số đó nói, công tử, cửu quang thái bắt người tặng thứ này cho Ngô Bình thì đúng là quá đáng. Cao Dực lạnh giọng nói, ta có thể từ chối sao? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này khéo ta còn phải nhường nhiều tài nguyên hơn cho Ngô Bình, đã thế còn không được tỏ vẻ bất mãn. Không thì sẽ bị đuổi khỏi Huyền Minh giáo mất. Một tên tùy tùng khác nói, công tử, không thể ngồi yên chịu chết như vậy được, chúng ta phải phản kháng. Cao Dực nhìn tên đó, phản kháng kiểu gì? Tên kia, ai cũng biết đệ tử của cửu quang thái đều không có kết cục tốt, người trước đã vậy, công tử cũng thế. Ví dụ, Ngô Bình này cũng bị giống công tử thì thiên hạ lại thái bình rồi. Cao Dực dao động, ý ngươi là chúng ta tìm người đối phó Ngô Bình ư? Tên kia gật đầu, dù chúng ta làm vậy thì người khác cũng không sinh nghi đâu, dẫu sao người đáng nghi nhất vẫn là mấy người đó. Cao Dực sáng mắt lên rồi gật mạnh đầu, được, coi như bỏ tiền ra mua mạng Ngô Bình vậy. Anh ta vừa nói dứt câu thì đã có một người đàn ông trung niên xuất hiện, nhìn thấy người đó, anh ta lập tức biến sắc mặt rồi run giọng nói, Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão chính là một trong các tay sai của cửu quang thái, ông ta rất trung thành nên hay được cửu quang thái giao việc. Lưu trưởng lão bình thản nói, lẽ ra sư tôn định tiếp tục nuôi cậu, nhưng người lo cậu sẽ làm ra những chuyện ngu xuẩn. Cao Dực quỳ xuống đất rồi run rẩy nói, Lưu trưởng lão, ban nãy đệ tử chỉ tiện miệng nói vậy thôi, chứ thật lòng không muốn hại sư đệ. Lưu trưởng lão, sư tôn cậu bảo giữ lại mạng cho cậu. Bây giờ cậu phải giao hết tài sản ra đây, sau đó phế tu vi đi và rời khỏi Huyền Minh giáo mãi mãi. Cao Dực, không, Lưu trưởng lão, đệ tử sai rồi. Huynh! Lưu trưởng lão vung tay lên, mấy tên tùy tùng của Cao Dực đều chết hết. Cao Dực run lẩy bẩy, hắn biết nếu mình dám phản kháng thì sẽ chết là cái chắc nên đành nói, phiền Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão tiến lên trước rồi đập mạnh mấy cái vào người anh ta. Cao Dực tái mặt rồi ngã xuống đất. Lưu trưởng lão, tôi sẽ thu hết tài nguyên của cậu để dành cho Ngô Bình dùng. Còn Ngô Bình, sau khi về đỉnh Cô Tú, anh đã lấy vạn hóa thần hồ ra để luyện hóa. Anh truyền linh lực vào quả hồ lô, sau đó cảm thấy cấm chế bên trong đã bị phá bỏ một cách dễ dàng. 12 loại linh lực của vũ trụ chính đã phát huy tác dụng lớn. Nửa tiếng sau, anh cảm thấy ý thức của mình tiến vào bên trong hồ lô, nó lập tức bay lên. Anh chỉ vào một ấm trà trong phòng rồi nói, thu. Miệng hồ lô đã phát ánh sáng vàng về phía đó, bình trà đã biến mất, sau đó xuất hiện ở bên trong hồ lô. Ngô Bình quan sát kỹ thì thấy bên trong đây có rất nhiều trận pháp kỳ ảo đang vận chuyển. Loáng cái, một bình trà y hệt đã xuất hiện bên trong. Anh động tinh thần tiếp. Miệng hồ lô lại phóng ra ánh sáng, hai bình trà cùng xuất hiện ở trên bàn. Lúc này, anh phát hiện hồ lô đã tiêu hao một chút sức mạnh. Nếu mình sao chép thứ gì đó quá mạnh thì chắc chắn sẽ rất mất sức. Nghĩ vậy, Ngô Bình đã truyền linh khí hấp thu từ vũ trụ chính vào trong hồ lô. Nó hấp thu linh khí xong thì mặt ngoài lập tức phát sáng.
thử với đan dược xem nào. Anh lấy một viên nguyên linh đan do mình luyện chế ra rồi bắt đầu sao chép, ánh sáng lóe lên, trên bàn đã có hai viên đan dược. Anh cầm viên được sao chép lên uống thử rồi cảm nhận sự thay đổi của dược tính. Nhưng thần kỳ là viên đan dược này có hiệu quả y hệt viên do anh luyện chế. Thấy vậy, anh lấy hai khối bùn thiên sát ra rồi vê thành một khối, sau đó ném lên bàn rồi dùng hồ lô để sao chép. Ánh sáng lóe lên, một khối bùn đã biến thành hai, anh đặt hai khối lên rồi sao chép cùng lúc. Xong, sau khi ánh sáng lóe lên, trên bàn chỉ có ba khối bùn. Ngô Bình, xem ra đồ đã sao chép rồi không thể sao chép tiếp được nữa. Sau đó, anh dùng khối ban đầu để sao chép tiếp, quả nhiên quá trình này đã tiêu hao rất nhiều linh khí của anh. Chập tối, đã có cả nghìn khối bùn ở trước mặt Ngô Bình, vậy là đủ cho anh dùng để tiến vào nhập sát rồi. Anh chuẩn bị qua một chút rồi bắt đầu đột phá, anh lấy sức mạnh thiên sát trong bùn để củng cố chân khí. Hơn 2 tiếng sau, tất cả bùn thiên sát đã mất hết sát lực. Hấp thu chúng xong, Ngô Bình cảm thấy chân lực của mình đã có thêm một lực sát thương mạnh mẽ. Sau khi đột phá nhập sát thành công, Ngô Bình tu luyện thêm một lúc đến khi trời sáng, sau đó anh chuẩn bị để đi gặp Cửu Quang Thái. Cửu Quang Thái đã chờ anh từ lâu, thấy trên người Ngô Bình có thêm sát khí, ông ấy cười nói, con nhập sát thành công rồi à? Ngô Bình gật đầu, vâng, may có bùn thiên sát của sư tôn. Cửu Quang Thái gật đầu, ừ. Tiếc là ta không có nhiều nên không thể cho con luyện ra chân khí thiên sát thật sự. Ngô Bình hỏi, sư tôn, khi nào thì đại hội bái sư bắt đầu ạ? Chắc một tiếng nữa, ta gọi người dẫn con đi thay đồ nhé, trải lại đầu tóc nữa. Đại hội này rất long trọng, con nên trau chuốt một chút rồi học trước lễ nghi bái sư. Ngô Bình đáp, vâng. Một cô gái độ 20, mặc váy màu vàng nhạt bước ra, khẽ cúi chào, sơ tuyết kính chào anh. Cửu Quang Thái cười nói, Sơ Tuyết là con gái nuôi của ta. Để con bé đưa con đi thay đồ. Ngô Bình khẽ gật đầu, làm phiền cô Sơ Tuyết. Sơ Tuyết đáp, anh khách sáo quá rồi. Sơ Tuyết đưa Ngô Bình đến một căn phòng ở phía sau. Trong phòng có đủ loại quần áo. Chọn lựa một hồi, Sơ Tuyết quyết định cho Ngô Bình mặc một chiếc áo màu xanh lam nhạt, sau đó là đai lưng, trang sức đeo ở đai áo, nhẫn, vân vân. Thay đồ xong, cô ấy giúp Ngô Bình cắt tỉa một kiểu tóc thật cao quý và điển trai. Cuối cùng là dạy cho Ngô Bình về lễ nghi bái sư. Học xong lễ nghi thì cũng gần đến giờ, Ngô Bình lại xuất hiện trước mặt Cửu Quang Thái. Cửu Quang Thái hài lòng gật đầu, cười nói, rất có khí phách. Tốt lắm. Sau đó hai thầy trò cùng đi đến nơi tổ chức đại hội bái sư, lễ đường của Huyền Minh giáo. Có rất nhiều đang tất bật ở lễ đường, những người tham gia cũng lục tục đến nơi. Ngô Bình không biết rõ về người của Huyền Minh giáo. Mỗi khi có ai xuất hiện, Cửu Quang Thái sẽ nói cho anh biết thân phận, chức vụ và sức ảnh hưởng trong giáo của người đó. Dĩ nhiên, cũng có những người mà Cửu Quang Thái không hề giới thiệu, điều này chứng tỏ đó là người không quan trọng, không đáng nhắc đến. Lúc này có một ông lão vừa thấp vừa gầy chậm chậm tiến vào. Theo sau là hai trưởng lão của Huyền Minh giáo. Người này vừa vào điện, Cửu Quang Thái đã ra nghênh đón, âm thầm nói với Ngô Bình, đây là La Tuế, một trong ngũ lão Huyền Minh. Ngũ lão Huyền Minh là năm trưởng lão có tu vi cao nhất và sức ảnh hưởng lớn nhất Huyền Minh giáo. Trong tay họ chưa chắc có quyền lực lớn mạnh, nhưng sức ảnh hưởng lại lớn vô cùng, đặc biệt là có địa vị cực kỳ cao trong lòng các trưởng lão. Ôi, La trưởng lão có thể đến đây thì tốt quá rồi. La Tuế cười nói, tiểu cừu nhận được một đệ tử thiên tài, tôi chắc chắn hải đến xem chứ. Cửu Quang Thái bèn kéo Ngô Bình ra trước mặt, cười bảo, lão La, chính là cậu ấy, Ngô Bình. La Tuế khẽ gật đầu, tuổi trẻ tài cao, luyện khí tầng mấy rồi? Ngô Bình đáp, thưa tiền bối, vừa mới nhập sát ạ. Nhập sát, tốt lắm, tôi cảm nhận được khí thức của thiên sát, tiểu cừu đưa bùn thiên sát cho cậu ấy rồi à? Cửu Quang Thái đáp, cũng không có gì tốt, chỉ có bùn thiên sát ấy có chút công dụng. La Tuế bảo, tốt lắm. Sau khi đưa La Tuế vào chỗ ngồi, một người đàn ông mặc áo trắng đội mũ cao tiến vào, theo sau là vài tu sĩ trẻ tuổi. Nhìn thấy người này,
Cửu Quang Thái hơi nheo mắt lại, nói với Ngô Bình, đây là chồng của người con gái thứ hai của giáo chủ, tên Liễu Truyền Tân. Các đệ tử của ông ta đều khá mạnh, không kém đại sư huynh và nhị sư huynh của con. Liễu Truyền Tân bước đến, cười bảo, Quang Thái, anh đến chúc mừng chú đấy. Cửu Quang Thái vội vã tiến lên vài bước, cười nói, anh hai, chuyện nhỏ nhặt như nhận đệ tử, làm sao dám quấy rầy anh. Liễu Truyền Tân đáp, như thế không được, nghe nói đệ tử mà chú nhận là thiên tài số một trong lịch sử Huyền Minh giáo, anh phải đến xem chứ, nói xong bèn đưa mắt quan sát Ngô Bình. Lúc này, một giọng nói chói tai vang lên, đó là một nam đệ tử đứng sau Liễu Truyền Tân, còn rất trẻ, có lẽ chưa đầy 20. Sư tôn à, gì mà thiên tài bậc nhất Huyền Minh giáo chứ, con nghĩ là khoác lác thôi. Liễu Truyền Tân sầm mặt, kim bảo. Con đang nói gì vậy hả, sao con dám vô lễ như thế? Người tên Kim Bảo kia đáp, sư tôn, người này nom chạc tuổi con thôi. Con đã là luyện khí tầng 9 rồi, không biết anh ta ở tầng mấy nhỉ? Ngô Bình liếc nhìn đối phương một cái, biết mình cần phải ra mặt vào lúc này, thế là bình thản đáp, vừa đạt luyện khí tầng 7. Kim Bảo lắc đầu nguầy nguậy, mới luyện khí tầng 7, ngay cả huyền môn còn chưa mở mà xưng là thiên tài gì chứ? Một năm trước, tôi đã mở được huyền môn rồi đấy. Cửu Quang Thái không lên tiếng, vẻ mặt rất điềm tĩnh, muốn xem biểu hiện của Ngô Bình. Ngô Bình nở nụ cười, tôi khá xem trong việc đặt nền tảng trong tu luyện. Không có nền tảng vững vàng thì con đường về sau sẽ không dễ đi. Kim Bảo nhướng mày, anh có ý gì, nói tôi tu hành không vững chắc. Ngô Bình nói, tôi không nói vậy. Kim Bảo hừ giọng, anh không nói. Nhưng anh có ý đó. Mà nói cũng vô dụng, anh là luyện khí tầng 7, tôi là tầng 9. Nếu anh đã tu hành vững vàng đến vậy thì có dám so chiêu với tôi không? Nếu anh thắng được tôi sẽ thừa nhận anh là thiên tài số 1 Huyền Minh giáo. Ngô Bình lắc đầu, tôi chưa từng nói mình là thiên tài số 1 Huyền Minh giáo, cũng không có hứng thú với danh xưng này. Có điều, nếu anh muốn so tài, tôi sẵn sàng tiếp chiêu. Cửu Quang Thái cười ha ha, anh hai à, trẻ con hiếu thắng, anh đừng để bụng. Liễu Truyền Tân cười bảo, thế thì cứ cho chúng so tài đi, để Kim Bảo mở mang tầm mắt. Cửu Quang Thái đột nhiên nói, so chiêu thôi thì hình như thiếu gì đó. Anh hai à, nghe nói trong tay anh có một miếng vàng tiên năm màu, hay là chúng ta lấy nó để cược đi. Nếu đệ tử của anh thua thì tặng vàng tiên cho đệ tử của tôi. Tất nhiên. Nếu đệ tử của tôi thua thì tôi sẽ tặng viên bảo châu 7 màu của mình cho Kim Bảo. Giá trị của bảo châu 7 màu không thua kém vàng tiên 5 màu. Liễu Truyền Tân nghe vậy bèn đáp ngay, được, chúng ta cược đi. Kim Bảo bật cười, thế thì phải nghiêm túc rồi, sau đó tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Những người xung quanh lần lượt tản ra, trở lại một không gian đủ rộng. Ngô Bình đứng đó, lãnh đạm nói, anh ra tay đi. Trong vòng hai chiêu, tôi sẽ đánh bại anh. Lời vừa thốt ra, tất cả đều sửng sốt, đánh bại đối thủ có cảnh giới cao hơn trong hai chiêu. Có thể ư? Kim Bảo giận dữ quát, dám xem thường tôi, anh chết đi. Chân giẫm mạnh một cái, Kim Bảo lao về phía Ngô Bình như tia chớp, sử dụng một sát chiêu vô cùng lợi hại. Ngô Bình vẫn bình thản như thường, chân phải lùi một bước, tay phải vươn ra. Nắm chặt cổ tay của Kim Bảo rồi kéo xuống đất. Ầm. Đầu của Kim Bảo đập xuống đất, sau đó nửa thân mình cắm sâu vào đó. Ngô Bình thả tay ra, bước đến bên cạnh, vừa vỗ vào lưng Kim Bảo vừa hỏi, anh không sao chứ? Tất cả đều im phăng phắc, một thiên tài mạnh như Kim Bảo mà lại thất bại chỉ trong một chiêu. Chẳng phải Kim Bảo là cảnh giới huyền môn à, sao lại thua tu sĩ cảnh giới nhập sát? Nhìn thấy cảnh này, Cửu Quang Thái cười to, cố tình nghiêm mặt nói, Ngô Bình, con ra tay không biết nặng nhẹ, còn không mau đỡ Kim Bảo dậy. Thế là Ngô Bình túm cổ áo Kim Bảo rồi lôi đối phương từ dưới đất ra. Lúc này mặt Kim Bảo đã bầm tím và sưng tấy, rơi vào tình trạng hôn mê. Liễu Truyền Tân không ngờ đệ tử của mình lại thua thảm hại như thế, sắc mặt cũng rất khó coi. Cửu Quang Thái cười nói, thật ngại quá, anh hai. Ngô Bình đã thắng, vàng tiên năm màu của anh nên tặng cho cậu ấy rồi. Liễu Truyền Tân bật cười, tất nhiên rồi, làm sao anh nuốt lời được,
nói xong bèn ném một miếng vàng tiên 5 màu cho Ngô Bình. Anh lập tức đón lấy. Nhận được vàng tiên, Ngô Bình liền cảm thấy tay mình nặng trịch. Anh kinh ngạc phát hiện miếng vàng to bằng lòng bàn tay này nặng hơn 100.000 cân. Ngô Bình giật mình, lập tức cất vàng tiên vào, cảm ơn Liễu trưởng lão. Đắc ý quá sớm rồi, đúng lúc này, lại có một tu sĩ trung niên bước vào. Người này vừa xuất hiện, vẻ mặt của Cửu Quang Thái rõ ràng đã thay đổi, đó là La Cản Anh. Người trẻ tuổi đi sau ông ta là Quách Diệu Huyền, cũng là thiên tài của Huyền Minh giáo, từng gây chấn động một thời. Chính vì vậy mà La Cản Anh đã đắc ý suốt một khoảng thời gian. Ngô Bình nhìn người tên Quách Diệu Huyền kia, tướng mạo bình thường, trên mặt luôn phảng phất nét cười, tràn ngập tự tin. Điều này khiến anh ta có khí chất đặc biệt hơn những người bình thường khác. Lúc này, Cửu Quang Thái mới lãnh đạm lên tiếng, anh Tư nói vậy là có ý gì? La Cản Anh thẳng thắn hơn Liễu Truyền Tân rất nhiều. Ông ta chẳng hề giấu giếm vẻ khinh miệt và thù địch đối với Cửu Quang Thái, lạnh lùng nói, nghe nói chú nhận được đệ tử thiên tài số một gì đó nên đưa đệ tử đến xem sao. Đoạn ông ta ngoái đầu hỏi Quách Diệu Huyền, con cảm thấy người này có xứng với cái danh thiên tài số một Huyền Minh giáo không? Quách Diệu Huyền đáp ngay, sư tôn, ở Huyền Minh giáo, con xưng hạng hai, không ai dám đứng thứ nhất. Cậu ta cũng không, câu nói này vô cùng tự tin, không hề để Ngô Bình vào mắt. Ngô Bình biết bây giờ mình phải nói gì đó, bèn cười bảo tự tin là một chuyện tốt. Nhưng lát nữa, tôi sẽ cho anh nhìn nhận thực tế và biết thế nào gọi là tâm cao hơn trời, phận mỏng hơn giấy. Quách Diệu Huyền không tức giận, chỉ thản nhiên bảo, bất luận cậu nói gì thì cuối cùng cũng sẽ là bại tướng dưới tay tôi thôi. Cửu Quang Thái nhìn về phía Ngô Bình, anh âm thầm nói, sư tôn, hãy tin tưởng con nhất định sẽ đánh bại anh ta. Cửu Quang Thái khẽ gật đầu, biểu hiện vừa rồi của Ngô Bình đã khiến ông ấy rất kinh ngạc. Ông ấy quyết định tin tưởng đệ tử của mình, chấp nhận khiêu chiến. Ông ấy hắng giọng, La Cản Anh, đệ tử Quách Diệu Huyền của anh thật sự muốn khiêu chiến Ngô Bình sao? Tôi nhắc nhở anh, thực lực của Ngô Bình vượt xa tưởng tượng của anh. Ngộ nhớ anh thua thì mất mặt lắm. La Cản Anh cười khẩy, anh không biết chú lấy tự tin ở đâu nữa. Diệu Huyền đã đặt nửa bước vào cảnh giới thần thông, đánh bại một người luyện khí tầng 7 là chuyện vô cùng dễ dàng. Cửu Quang Thái khẽ thở dài, nếu anh đã nói vậy, Ngô Bình chỉ đành chấp nhận trận khiêu chiến này vậy. Cũng giống như trận trước, chúng ta lấy ra chút phần thưởng nhé. La Cản Anh hờ hững bảo, thế thì dùng miếng vàng tiên này cộng thêm viên bảo châu 7 màu kia để cược chung, được chứ? Cửu Quang Thái nhìn ông ta, chẳng lẽ anh muốn cược bằng hộp báu kia? La Cản Anh đáp, đúng vậy, bên trong hộp báu đó có gì, anh cũng không biết. Nhưng giá trị của nó đã được cả thế gian công nhận. Sao nào, chú dám cược không? Cửu Quang Thái cười ha ha, sao lại không dám? La Cản Anh nói, được thôi, nếu đệ tử của chú thắng được Quách Diệu Huyền, hộp báu sẽ thuộc về chú. Nghe xong, Ngô Bình không khỏi tò mò, âm thầm hỏi, sư tôn, trong hộp báu đó là gì vậy ạ? Cửu Quang Thái đáp, là một món báu vật trong vũ trụ đạo cảnh tầng 9, nghe nói đã rơi xuống từ vũ trụ chính. Năm đó có tổng cộng 10 hộp báu rơi xuống, 9 hộp đầu tiên đã được mở ra, trong mỗi hộp đều có một luồng năng lượng đặc biệt. 9 luồng năng lượng trong những hộp báu ấy, chỉ có một người mở ra hấp thụ, rồi từ đó nhận được lợi ích cực lớn. Sau cùng, người đó đã trở thành sự tồn tại tối thượng của vũ trụ đó. Ngô Bình rất đỗi kinh ngạc, sao ông ta lại có được báu vật phi phàm như vậy? Không sợ người khác biết rồi sẽ cướp sao? Cửu Quang Thái nói, vì con vẫn chưa nghe kết cục của 8 người còn lại. Ngô Bình có linh cảm không lành, họ không nhận được lợi ích sao ạ? Cửu Quang Thái đáp, trong 8 người còn lại, có 6 người tan thành cho bụi ngay tại chỗ, chết rất thê thảm. Còn một người thì bị đông thành tượng băng ngay tại chỗ. Người thứ 8 đỡ hơn một chút, nhưng cũng biến thành kẻ điên. Nhưng dù là kẻ điên, người đó vẫn rất mạnh, cuối cùng bị rất nhiều cao thủ hợp sức giết chết. Ngô Bình sững sờ, nói vậy là tỷ lệ thành công chỉ có 1/9 ư. Cửu Quang Thái bảo, có lẽ năng lượng bên trong cần một người có thể chất đặc biệt mới chịu được. Ngô Bình cảm thán, đây mà là hộp báu gì chứ, hộp giết người mới phải.
Cửu Quang Thái nói, tuy vậy nhưng nó vẫn là báu vật. Nếu con thắng được nó thì dù không sử dụng, cũng sẽ bán được khối tiền. Ngô Bình gật đầu, vâng. Sư tôn yên tâm, hộp báu này chắc chắn sẽ thuộc về con. Trong lúc cả hai trao đổi, Quách Diệu Huyền đã bước ra, thờ ơ nói, trong vòng 5 chiêu, tôi sẽ đánh cậu trọng thương, hoặc đánh chết cậu. Ngô Bình nhướng mày, tôi sẽ không đánh chết anh, mà sẽ khiến anh sống không bằng chết. Quách Diệu Huyền khẽ lắc đầu, miệng càng huênh hoang, thua sẽ càng thảm hại. Cần chi phải thế? Dưới chân Ngô Bình và Quách Diệu Huyền đột nhiên sáng bừng trận văn, một luồng sức mạnh cực lớn khóa chặt Ngô Bình. Nhìn thấy cảnh này, Cửu Quang Thái cả kinh, thần thông. La Cản Anh đắc ý nói, Cửu Quang Thái, nhìn cho rõ vào, đây không phải là thần thông đơn thuần mà là thần thông sát trận. Thần thông sát trận sử dụng sát trận để tăng cường uy lực của thần thông. Có những người tuy là bán bộ thần thông nhưng vẫn có thể dùng sát trận tu luyện thần thông. Sắc mặt của Cửu Quang Thái rất tệ. Ông ấy hỏi, con có đối phó được không? Có thể nhận thấy ông ấy rất lo lắng. Ngô Bình cười nói, thứ trận pháp vớ vẩn này không có gì đáng lo cả, sư tôn hãy yên tâm. Dứt lời, anh tiến lên một bước, linh lực dưới chân lan ra, hình thành một đại trận tên là Thiên Sát Linh Trận. Chỉ có những thiên tài cực kỳ cao cường và tài năng mới có thể sở hữu linh trận. Từ xưa đến nay, số lượng tu sĩ có được linh trận ở cảnh giới luyện khí chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng Ngô Bình hiện đã làm được, anh dùng linh lực của 12 khiếu chính, cùng linh lực của thiên khiếu và địa khiếu, sáng tạo ra một đại trận có uy lực rất mạnh, Thiên Sát Linh Trận. Nhìn thấy trận văn của linh trận của Ngô Bình, mọi người đều sững sờ. Đây là linh trận ư? Trời ơi, linh trận, đó là linh trận sao? Một vị trưởng lão kinh ngạc thốt lên, môi còn run rẩy. Cửu Quang Thái cũng sửng sốt nhìn trận văn, không nói được lời nào, song cơ thể đang run lẩy bẩy. Không thể nào, nghe nói trong lịch sử của vũ trụ minh cổ chỉ có 7, 8 tu sĩ luyện khí có linh trận thôi, cậu ấy có thể làm được sao? Khó trách đám người này cảm thấy kinh ngạc, thiên tài số 1 huyền minh giáo nghe có vẻ rất ghê gớm, nhưng chẳng đáng là gì trong vũ trụ minh cổ hiện nay, e rằng còn chẳng lọt vào top 500. Nhưng cái danh top 10 cảnh giới luyện khí của vũ trụ minh cổ thì quá đáng sợ. Vì những người có thể lọt vào danh sách này nhất định sẽ trở thành kẻ mạch chí tôn lừng lẫy cổ kim. La Càn Anh lẩm bẩm, không thể nào, không có tu sĩ luyện khí nào có thể có linh trận, trừ phi. Đây thật sự là linh trận, một người đàn ông mặc áo vàng to rộng bước vào đại sảnh, khí khái uy nghiêm, vóc người cao lớn, khí tức quanh người cũng khủng khiếp vô cùng. Theo sau người này là một đoàn tu sĩ có tu vi cao thâm. Hóa ra, đây chính là giáo chủ của Huyền Minh giáo, Trương Cổ Nguyệt. Nhìn thấy giáo chủ, mọi người đồng loạt cúi lạy. Trương Cổ Nguyệt không trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Bình vì cảm nhận được Ngô Bình sắp ra tay. Quả nhiên, giây tiếp theo. Soạt. Linh trận đột nhiên sáng rực, thần thông sát trận bên ngoài sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Quách Diệu Huyền rên lên, mười mấy vị trí trên cơ thể nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Chỉ trong tích tắc, anh ta đã bị nổ đến mức biến dạng, nội tạng cũng lộ ra ngoài. Anh ta đau đớn vô cùng, nguyên khí bị tổn hại nặng nề. Hóa ra cảnh giới của anh ta chưa đủ để thi triển thần thông. Nhưng vì muốn nhanh chóng giết chết Ngô Bình, nên anh ta đã cưỡng ép kích hoạt thần thông bằng đại trận. Sau khi thần thông bị Ngô Bình phá, anh ta dĩ nhiên sẽ bị cắn trả dữ dội. La Càn Anh vội vàng đỡ lấy đệ tử và dốc sức cứu chữa. Nhưng ông ta cũng biết vị đệ tử thiên tài này của mình đã phế rồi. Lúc này, Cửu Quang Thái mới lên tiếng, anh Tư nên đưa đồ cho tôi rồi nhỉ. La Càn Anh không nói tiếng nào, ném hộp cho Cửu Quang Thái. Cửu Quang Thái vừa cười ha ha vừa đặt nó vào tay Ngô Bình, đây chính là hộp báu ấy. Trương Cổ Nguyệt bật cười ha hả, đi đến trước mặt Ngô Bình, vừa quan sát anh vừa hỏi, cậu từ đâu đến đây? Câu hỏi này có phần kỳ lạ, Ngô Bình thoáng kinh ngạc, lẽ nào đối phương nhìn ra lai lịch thân phận của anh? Trong tích tắc, anh quyết định trả lời thành thật, thưa giáo chủ, đệ tử đến từ vũ trụ phụ khác. Trương Cổ Nguyệt khẽ gật đầu, tôi cảm nhận được sức mạnh của vũ trụ chính rất nồng đậm từ trên người cậu. Chắc chắn cậu đến từ vũ trụ đạo cảnh cao hơn.
Lời này vừa thốt ra, Ngô Bình cũng sững người. Sao đối phương lại nghĩ thế nhỉ? Những người còn lại còn kinh ngạc hơn. Đến từ vũ trụ đạo cảnh hơn, là đạo cảnh tầng 7 hay tầng 8 đây? Hóa ra theo quan niệm của tu sĩ ở vũ trụ đạo cảnh, vũ trụ có cấp bậc càng cao thì tu sĩ ở đó càng mạnh, tương lai càng sáng lạn. Ví dụ như cùng mức tu vi, tu sĩ của vũ trụ đạo cảnh tầng 4 sẽ có thể dễ dàng giết chết tu sĩ ở vũ trụ đạo cảnh tầng 3, chênh lệch rất rõ ràng. Ngô Bình đáp ngay, đệ tử đến từ vũ trụ đạo cảnh tầng 6. Đúng lúc, anh vừa nghe Vân Thường nói về tình hình ở vũ trụ đạo cảnh tầng 6 nên mới trả lời như vậy. Trương Cổ Nguyệt rất vui, chẳng trách cậu lại xuất sắc như vậy. Có điều, cậu tu luyện ở vũ trụ của cậu chẳng phải sẽ có tiền đồ hơn à, sao lại chạy đến đây? Ngô Bình đang nghĩ xem nên giải thích thế nào thì Trương Cổ Nguyệt đã xua tay, không cần nói nữa, chắc hẳn cậu cũng có nỗi khổ riêng. Sau này cậu cứ tu luyện ở Huyền Minh Giáo, sau khi lớn mạnh rồi nhớ phải chiếu cố các sư huynh đệ ở Huyền Minh Giáo nhé. Ngô Bình đáp vâng, đệ tử đã ghi nhớ. Đoạn, Trương Cổ Nguyệt nói với Cửu Quang Thái, nhiều năm nay con vẫn luôn mong muốn nhận được một đệ tử giỏi. Không ngờ bây giờ con lại khiến mọi người kinh ngạc đến vậy, tìm được một thiên kiêu, tốt lắm. Cửu Quang Thái vội đáp, đều nhờ phúc của bậc làm cha mẹ. Trương Cổ Nguyệt nói, được rồi, tiếp tục đại hội bái sư đi. Sau đó không còn ai dám gây sự với Ngô Bình, càng không có ai dám khiêu chiến anh. Dù sao anh cũng là thiên kiêu đến từ vũ trụ cao hơn, làm sao họ có thể so bì với anh. Sau khoảng 1 giờ rưỡi, đại hội bái sư mới kết thúc. Lúc này, Trương Cổ Nguyệt tuyên bố với mọi người, từ nay trở đi, Ngô Bình thăng cấp thành đệ tử ưu tú của Huyền Minh Giáo. Ngô Bình vội vàng cảm ơn, Cửu Quang Thái còn vui mừng hơn. Đại hội chính thức kết thúc, quan khách lục tục ra về. Cửu Quang Thái bảo, hôm nay con thật sự làm ta nở mày nở mặt. Giỏi, giỏi lắm. Ngô Bình đáp, sư tôn, đệ tử đã từng nói rằng sẽ không làm sư tôn thất vọng. Cửu Quang Thái gật đầu, ừ, sắp tới con phải chăm chỉ tu luyện, cố gắng trở thành tu sĩ thần thông trước cuộc thi. Ngô Bình hỏi, có phải sư tôn cảm thấy không phải cảnh giới thần thông, nên mọi người sẽ nghi ngờ thân phận đệ tử ưu tú của con không? Cửu Quang Thái đáp, cũng không chỉ có nguyên nhân này. Không trở thành cảnh giới thần thông sẽ không được xem là kẻ mạnh. Đương nhiên là Ngô Bình biết, cảnh giới thần thông sẽ sở hữu sức mạnh thần thông, có thể phi thiên độn địa, đó mới là mục tiêu mà các tu sĩ theo đuổi. Đệ tử đã rõ, nhất định sẽ nỗ lực tu luyện ạ. Cửu Quang Thái nói, bây giờ con là đệ tử ưu tú, địa vị rất cao. Đa số trưởng lão đều sẽ khách sáo nhún nhường khi gặp con. Hơn nữa, con sẽ nhận được thêm nhiều tài nguyên, cộng với sự bồi dưỡng của ta, tương lai con sẽ có triển vọng rất phi phàm. Song sân khấu của con chắc chắn sẽ không chỉ giới hạn ở Huyền Minh Giáo, thậm chí là không giới hạn ở vũ trụ Minh Cổ. Khi con đủ mạnh, con nhất định phải đến vũ trụ đạo cảnh cao hơn. Ngô Bình đáp, bất luận đệ tử đi đến đâu, cũng sẽ không quên công ơn dạy dỗ của sư tôn. Cửu Quang Thái cười ha ha, có câu này của con, ta cảm thấy vui hơn việc đạt được bất cứ thứ gì. Có điều trước khi đi đến giai đoạn cao hơn, con vẫn còn rất nhiều chặng đường phải đi. Hãy tĩnh tâm, chăm chỉ tu luyện và cố gắng cải thiện bản thân. Con sẽ phát hiện, tu vi của con càng cao, nhận thức của con về thế giới này sẽ càng sâu sắc, đồng thời sẽ cảm nhận được sự nhỏ bé của chính mình. Lúc này Ngô Bình mới hỏi, sư tôn, vũ trụ Minh Cổ là vũ trụ đạo cảnh tầng 3, trật tự đại đạo ở đây có phải không bằng vũ trụ đạo cảnh tầng 4 hay không ạ? Cửu Quang Thái đáp, có chênh lệch, nhưng không nhiều. Bây giờ con đang tu luyện ở vũ trụ đạo cảnh tầng 3, sau khi con trở về sẽ phát hiện, tu vi của con sẽ không giảm xuống là bao, chỉ hơi trôi nổi một chút, nhưng sẽ nhanh chóng hồi phục như thường. Ngô Bình nói, như vậy thì đệ tử có thể yên tâm tu luyện cảnh giới thần thông ở đây rồi ạ. Cửu Quang Thái bảo, việc di chuyển giữa các vũ trụ đạo cảnh rất thuận tiện. Chờ đến khi có thần thông, con có thể đi tham thú khắp nơi để tăng thêm trải nghiệm. Đặc biệt là đến vũ trụ đạo cảnh tầng 9, thậm chí là vũ trụ tầng 10 để thử vận may. Ngô Bình đáp, vâng. Hai thầy trò nói chuyện rất lâu, đến khi trời tối mịt, anh mới trở về đỉnh Cô Tú. Khi trở về,
anh thấy các nữ đệ tử trẻ trung xinh đẹp đứng khắp nơi trên đường. Ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí còn bạo dạn hôn gió. Ngô Bình vội rảo bước nhanh hơn, trở về đỉnh núi. Nhìn thấy anh có vẻ bối rối, Vân Thường cười bảo, sư huynh không trò chuyện vài câu với những cô gái dưới núi sao? Ngô Bình trả lời, có gì đáng nói đâu. Đám người này sao lại chặn kín đường đi thế, nhìn anh như nhìn khỉ vậy. Vân Thường nói, sư huynh của em ơi, bây giờ anh là nhân vật làm mưa làm gió, là đệ tử ưu tú trẻ tuổi nhất, còn được giáo chủ khen ngợi. Quan trọng hơn, anh còn là thiên tài đến từ vũ trụ đạo cảnh tầng 6, áp đảo tất cả đệ tử ưu tú. Ngô Bình bảo, thì có gì đâu, còn vũ trụ đạo cảnh tầng 7, tầng 8 nữa kia mà. Vân Thường đáp, nhưng thiên tài của đạo cảnh tầng 7 và đạo cảnh tầng 8 sao lại đến vũ trụ đạo cảnh cấp thấp như vũ trụ minh cổ này kia chứ? Vậy nên hiện giờ sư huynh chính là nhân vật hiếm có. Ngô Bình nói, nhưng em cũng biết anh đến từ vũ trụ cảnh giới thần thông mà. Vân Thường bảo, chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là những người khác đều cảm thấy sư huynh đến từ vũ trụ đạo cảnh tầng 6. Ngô Bình đáp, cứ như vậy thì áp lực của anh sẽ rất lớn. Vân Thường cười nói, trong tương lai, sư huynh sẽ khiến tất cả mọi người phải há hốc vì kinh ngạc. Ngô Bình thở dài, nào có dễ dàng như thế. Dù anh có mạnh ở vũ trụ minh cổ thì cũng chỉ là gà mờ khi đến vũ trụ cao hơn mà thôi. Vân Thường bảo, chưa chắc đâu, em tin tưởng sư huynh. Ngô Bình mỉm cười, em có lòng tin với anh đấy nhỉ. Lúc này, Chu Thiên Mi và Chu Khuynh Thành cùng đến gặp Ngô Bình. Chu Khuynh Thành cất lời, chúc mừng anh trở thành đệ tử ưu tú. Ngô Bình đáp, ừ, hai người đã quen với nơi này chưa? Chu Khuynh Thành đáp, cả hai chị em đều rất thích nơi này. Ngô Bình bảo, vậy thì tốt, sau này cần gì thì cứ nói với Vân Thường nhé. Vân Thường cười nói, sư huynh, thật ra Khuynh Thành và Thiên Mi đến đây để nói với anh một chuyện. Ngô Bình hỏi, chuyện gì vậy? Vân Thường trả lời, Khuynh Thành và Thiên Mi hy vọng có thể trở thành vợ lẽ của anh. Như vậy họ mới có được địa vị tốt ở Huyền Minh giáo, người khác cũng không dám ức hiếp họ nữa. Ngô Bình nhăn nhó, sao hai người lại nghĩ vậy? Đang yên lành, sao đột nhiên lại làm vợ lẽ? Ở đây tôi vẫn chưa lấy vợ, vợ lẽ ở đâu ra chứ? Vân Thường nói, không sao mà, họ chỉ là vợ lẽ. Sau này sư huynh lấy vợ, họ vẫn là vợ lẽ, không ảnh hưởng gì cả. Ngô Bình định từ chối thì bỗng thấy hai chị em Chu Khuynh Thành đang rất lo lắng, thậm chí đôi mắt còn rưng rưng, tựa như chỉ cần anh cự tuyệt thì họ sẽ chẳng còn nơi nương tựa vậy. Ngô Bình đã hiểu suy nghĩ của hai chị em họ, họ đều rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp nhiều khi cũng là một loại phiền phức, không biết sẽ có bao nhiêu đàn ông có ý đồ với họ. Bây giờ, họ đã gặp một chỗ dựa đáng tin cậy như Ngô Bình nên chỉ muốn trở thành người phụ nữ của anh, sau này ít ra cũng sẽ không lo bị bắt nạt. Hiểu ra vấn đề xong, Ngô Bình cười nói, làm vợ bé là thiệt cho hai cô lắm đấy, hãy suy nghĩ cho kỹ. Nghe thấy Ngô Bình không định từ chối nữa, hai cô gái mừng rỡ rồi vội nói, không sao đâu ạ, sau này chắc chắn công tử sẽ là nhân vật lớn có tầm cỡ, kiếp này được làm người phụ nữ của công tử chính là vinh hạnh của chúng em. Ngô Bình nhìn sang Vân Thường, anh biết chắc chắn cô ấy đã dạy họ nói vậy. Vân Thường cười nói, sư huynh, em cũng muốn làm vợ bé của anh, có được không? Lúc này, đương nhiên Ngô Bình không thể từ chối. Dẫu sao đến hai chị em Khuynh Thành còn thành vợ bé của anh được, huống gì là Vân Thường. Ngô Bình, tùy em. Vân Thường mừng rỡ rồi cùng chị em Khuynh Thành hành lễ, ông xã. Ngô Bình xua tay, được rồi, các em lui xuống đi. Các cô gái đi rồi, Ngô Bình lấy lò luyện đan ra rồi chuẩn bị luyện chế ít đan dược. Cuộc sống trên đỉnh Cô Tú rất sung túc, anh có ba người đẹp bầu bạn. Mỗi ngày ngoài tu luyện ra thì lại luyện đan, thi thoảng thì xuống núi để lấy tài nguyên về tu luyện. Loáng cái, anh đã sống ở đỉnh Cô Tú được nửa tháng, trong thời gian đó, Ngô Bình đã luyện chế được khá nhiều đan dược và củng cố tu vi vững vàng. Hôm nay, anh cảm thấy cơ thể mình đã đủ điều kiện để đột phá huyền môn, vì thế bắt đầu đột phá tầng thứ 8 của luyện khí là cảnh giới huyền môn. Huyền môn là một cánh cửa được mở từ linh lực.
sau cánh cửa nối liền với một thời không huyền diện của vũ trụ chính. Sau khi mở cánh cửa ấy, cơ thể và thần hồn của tu sĩ sẽ có sự thay đổi lớn. Theo ghi chép trong sách thì chất lượng linh khí càng tốt thì cấp bậc của cánh cửa càng cao. Huyền môn có cấp bậc càng cao thì không gian vũ trụ chính ở bên trong càng rộng, lợi ích cũng nhiều hơn. Huyền môn có cấp thấp nhất là thập phẩm, tiếp đó tăng lên dần cho đến nhất phẩm. Không nhiều tu sĩ của vũ trụ minh cổ mở được huyền môn, nhưng ai mở được thì cũng chỉ mở được cấp thập phẩm. Có thể nói rằng trong 100 tu sĩ mở được huyền môn thì đến 98 người chỉ mở được cấp thập phẩm. Chỉ có khoảng 1% mở được cấp cửu phẩm, còn bát phẩm thì vô cùng hiếm. Huyền môn có cấp bậc cao nhất trong lịch sử của huyền minh giáo là cấp lục phẩm và chỉ có đúng một người làm được. Tu sĩ mở được cấp thất phẩm cũng không nhiều, cộng gộp hết lại chưa quá 10 người. Trong các giáo chủ của ngày trước thì cũng chỉ có một người mở được huyền môn thất phẩm. Vì huyền môn quá quan trọng nên Ngô Bình đã củng cố tu vi nửa tháng và rèn luyện linh lực, mục đích là để mở được huyền môn với cấp cao. 14 loại linh phù đã tập trung trong người anh, chúng có rất nhiều cách tổ hợp nên anh không thể thử từng cái, mà chỉ dựa vào cảm giác để phán đoán, nhưng thử mãi vẫn chưa đạt được yêu cầu như anh mong muốn. Sau hơn chục lần thử, Ngô Bình mất kiên nhẫn nói, Tiểu Minh, có đó không? Tiểu Minh là ý chí của vũ trụ minh cổ, Ngô Bình đã giúp nó đối phó với người xâm nhập. Mãi sau không thấy nó có phản ứng gì. Ngô Bình thở dài nói, bạn bè kiểu gì mà lúc cần lại mất hút thế. Nhưng vẫn im lìm, Ngô Bình đang định từ bỏ thì cuối cùng cũng có một giọng nói vang lên. Cậu tìm tôi có việc gì, đây chính là giọng của Tiểu Minh. Ngô Bình cười nói, lâu lắm không gặp, ta đang chuẩn bị mở huyền môn, nhưng không biết phải làm thế nào, người giúp ta được không? Tiểu Minh, tư chất hiện giờ của cậu cũng ổn rồi, tôi đoán sau này cậu sẽ có thành tựu rất lớn. Ngô Bình, bỏ qua mấy câu khen ngợi đi, người có giúp ta được không? Tiểu Minh, được, nhưng cậu phải lập giao ước với tôi. Ngô Bình chớp mắt, giao ước gì? Tiểu Minh, vũ trụ minh cổ thường xuyên bị các sinh linh mạnh mẽ xâm nhập, họ chủ yếu đế từ vũ trụ chính. Tôi muốn khi nào cậu mạnh hẳn rồi thì phải làm người bảo vệ cho vũ trụ minh cổ. Ngô Bình, người bảo vệ cần làm gì? Tiểu Minh, khi có người ngoài xâm nhập mà tôi không thể xử lý được thì cậu phải tới giúp, hỗ trợ tôi giải quyết họ. Ngô Bình, vũ trụ chính cao cấp hơn nơi này nhiều lắm, sao các sinh linh cứ đến đây? Tiểu Minh, ai mà biết được? Ngô Bình, giao ước này có thời hạn bao lâu? Tiểu Minh, 10 năm. Ngô Bình, thế thôi à? Tại sao không phải là 100 hay 1000 năm? Tiểu Minh, tôi đang dùng thời gian ở vũ trụ chính, các vũ trụ đều có thời gian khác nhau, nên dùng thời gian của vũ trụ chính là chuẩn nhất. Ngô Bình, thế 10 năm của vũ trụ chính là bao lâu? Tiểu Minh, từ lúc sinh ra đến giờ, tôi đã trải qua hơn 1300 năm theo giờ của vũ trụ chính rồi. Ngô Bình, đổi sang giờ của vũ trụ này là bao lâu? Tiểu Minh, khoảng hơn 15 tỷ năm. Ngô Bình suýt nữa nhảy dựng lên, đùa nhau à? Thế ta phải bảo vệ nơi này đến bao giờ? Tiểu Minh, sau này chắc chắn cậu sẽ đến vũ trụ chính đúng không? Chờ cậu đến đó rồi thì 10 chẳng vèo cái là hết à? Ngô Bình cười khẩy, nhưng nếu ta không đi thì sao? Chẳng lẽ phải làm người bảo vệ cho nơi này đến hết đời à? Tiểu Minh, xuất sắc như cậu làm gì có chuyện ở đây mãi? Ngô Bình lắc đầu. Đang chuẩn bị từ chối yêu cần này thì chợt có một giọng nói khác vang lên trong đầu anh. Đúng thế, đừng đồng ý, đến vũ trụ tôi đi, đây là giọng nói của đàn ông. Tiểu Minh nổi giận, Bàn Nguyên, người dám đến địa bàn của ta ư? Giọng nói có tên là Bàn Nguyên cười nói, ta cao cấp hơn ngươi nên thích đến thì đến thôi. Ngô Bình, ngươi ở vũ trụ đạo cảnh cao cấp hơn à? Bàn Nguyên, đúng thế. Ta ở vũ trụ đạo cảnh tầng thứ 7. Tiểu Minh, hừ, tầng thứ 7 thì sao? Bản chất của ngươi cũng như ta thôi, đều là không gian do cường giả mở ra. Bàn Nguyên, bản chất giống nhau, nhưng cấp bậc thì khác. Nó lại nói với Ngô Bình, cậu thấy sao? Đến chỗ chúng tôi đi, tôi sẽ cho cậu điều kiện tốt hơn. Chỉ cần cậu làm người bảo vệ cho chúng tôi thôi. Ngô Bình, sao ngươi biết ta?
Bàn Nguyên, Minh Cổ kể, tôi thấy cậu rất có tiền đồ. Ngô Bình định hỏi tiếp nhưng giọng nói của Nguyên Bàn đã biến mất, hình như bị Minh Cổ đuổi đi. Tiểu Minh, đừng có tin lời nó. Ngô Bình, nhưng đến vũ trụ cấp cao hơn còn muốn mời chào ta kìa. Tiểu Minh, được rồi, ngoài ngưng tụ huyền môn mạnh nhất cho cậu ra, tôi sẽ tặng 300 luồng tiên khí của vũ trụ chính cho cậu. Nghe thấy thế, Ngô Bình nghĩ ngay đến tiên khí điện rồi hỏi, gồm cả tiên khí trong tiên khí điện chứ? Tiểu Minh, đúng là có 300 luồng tiên khí ở đây. Nhưng chúng chỉ là một chút tiên khí của tôi. Ngô Bình, vậy là 300 luồng tiên khí người đang giữ mới là hàng thật. Sổ dọc. Tiểu Minh, đương nhiên, Bàn Nguyên kia không có 300 luồng tiên khí này đâu, nó chỉ có hơn chục luồng thôi. Ngô Bình, rốt cuộc các luồng tiên khí ấy có lai lịch thế nào? Tiểu Minh, thật ra chúng từ 300 đồ vật chứa pháp lực và thần thông ở vũ trụ chính. Nếu cậu có được chúng rồi thì sau này đến vũ trụ chính có thể dễ dàng tìm thấy các món đồ kia và sử dụng chúng. Ngô Bình, tại sao các tiên khí này lại chui vào vũ trụ Minh Cổ? Tiểu Minh, tôi cũng không rõ, chắc do duyên. Ngô Bình, luyện hóa chúng xong thì có lợi ích gì với tôi bây giờ? Tiểu Minh, cậu không cần luyện hóa hết đâu, nhưng mỗi khi luyện hóa được một luồng thì cậu sẽ có một pháp lực. Chờ cậu thành cường giả thần thông rồi thì các pháp lực ấy cũng trở thành thần thông. Ngô Bình, tôi nhớ trật tự tu hành ở vũ trụ chính còn một bí cảnh trước cảnh giới thần thông mà. Tiểu Minh, đúng, đó là thứ tự tu hành của tu sĩ ở vũ trụ chính. Ngô Bình, không biết ta có thể tu luyện bí cảnh ấy không? Tiểu Minh, khó lắm, trật tự ở vũ trụ như chúng ta đang ở có thiếu sót, vì thế không thể tu hành bí cảnh được. Nhưng cậu có thể thử. Biết đâu lại thành công. Ngô Bình, khó ở chỗ nào? Tiểu Minh, vũ trụ đạo cảnh không thể cung cấp trật tự và quy luật tương ứng cho 10 tầng bí cảnh. Nhưng nếu cậu tu luyện bí cảnh thì có thể đè đầu cưỡi cổ được tất cả thiên kiêu ở vũ trụ đạo cảnh. Ngô Bình phì cười nói, nhưng làm thế nào tôi mới tu luyện được 10 tầng bí cảnh? Tiểu Minh, thì vào trong không gian tương tự như vũ trụ chính mà tu luyện. Ngô Bình sáng mắt lên, có nơi đó à? Tiểu Minh, nếu huyền môn của cậu đạt đến cấp nhất phẩm thì thế giới sau cánh cửa gần như giống hệt với vũ trụ chính. Sau đó, cậu cứ tu luyện trong huyền môn của mình thôi. Ngô Bình cười nói, thế chắc ngươi có công pháp tu luyện của 10 tầng bí cảnh đúng không? Tiểu Minh, này, chỉ có các môn phái mạnh ở vũ trụ chính mới công pháp ấy thôi. Nhưng may cho cậu là người mở ra vũ trụ Minh Cổ này lại là một trong các đệ tử của môn phái ấy đấy. Ngô Bình, có công pháp rồi thì tôi chỉ cần mở huyền môn thôi. Tiểu Minh, cậu thích mở lúc nào thì mở, tôi sẽ giúp cậu mở huyền môn mạnh nhất. Ngô Bình, tốt quá. Anh chuẩn bị qua một chút để ngưng tụ huyền môn, nhưng đúng lúc này, giọng nói của Nguyên Bàn lại vang lên. Minh Cổ. 12 chủ khiếu của ngươi không thể giúp cậu ấy ngưng tụ huyền môn mạnh nhất được đâu. Tiểu Minh, thế là đủ rồi. Bàn Nguyên, trong vũ trụ của ta có 36 chủ khiếu, gấp 3 lần của ngươi luôn. Nếu chúng ta gộp chủ khiếu của nhau lại thì sẽ là 48 cái, như thế thì Ngô Bình có thể dễ dàng ngưng tụ huyền môn nhất phẩm hơn. Tiểu Minh rất lý trí nên hỏi ngay, điều kiện của ngươi là gì? Bàn Nguyên, ta muốn kết bạn với Ngô Bình. Tiểu Minh ngẫm nghĩ một lát rồi nói, được, ta đồng ý. Không chờ Ngô Bình nói gì thì anh đã biến mất, ngay sau đó thì xuất hiện trong một không gian lạ lẫm. Anh vừa xuất hiện thì đã có 36 tia sáng chui vào người, sau đó mở 36 chủ khiếu ở bên trong. Các chủ khiếu tự hình thành, sau đó kết nối với 36 loại linh lực của vũ trụ chính. Ngô Bình không chờ Bàn Nguyên lên tiếng thì đã ngưng tụ linh phù ngay. Không biết bao lâu sau, 36 linh phù mới đã xuất hiện, tiếp đó là 48 cái. Bàn Nguyên và Tiểu Minh cùng chỉ dẫn cho Ngô Bình, nên anh đã có được cách sắp xếp tổ hợp hoàn hảo để kết thành linh trận. Các loại linh phù kết hợp với nhau, hình thành một linh trận có lực trường phi phàm. Sau đó đã có một điểm sáng xuất hiện trong người Ngô Bình, nó chính là một thời không thần bí của vũ trụ chính. Tia sáng đó không tồn tại bao lâu thì đã nổ tung rồi biến thành một cánh cửa. Đằng sau cánh cửa là một không gian mênh mông, ở đây không có linh khí nhưng lại có trật tự hoàn chỉnh.
Huyền môn của Ngô Bình phát ra tiên quang cửu sắc, bề mặt có vô vàn phù văn kỳ diệu. Bàn Nguyên nói, huyền môn này còn trên cấp nhất phẩm rồi đấy. Lúc này chân khí, linh lực và thần hồn của Ngô Bình đều đã tiến vào bên trong huyền môn. Huyền môn rất thần kỳ, bất kỳ sức mạnh nào tiến vào trong cũng được củng cố thêm. Ví dụ như chân khí của Ngô Bình vừa lượn một vòng ở đây thì đã có uy lực mạnh hơn rất nhiều rồi. Mở huyền môn xong, Ngô Bình chợt có một cảm giác nguy hiểm đến gần, anh lao ngay ra ngoài rồi ngửa cổ nhìn lên trời. Một đường kiếm khí màu đen dài cả chục nghìn mét đang bay từ phía tây tới, một luồng sát khí đang tiến về phía anh. Có người định giết mình, Ngô Bình nhăn mặt. Tiểu Minh, Bàn Nguyên, có người muốn giết ta. Tiểu Minh bình tĩnh nói, chúng tôi chỉ giúp được cậu thôi, chứ không can thiệp vào những chuyện xảy ra trong vũ trụ này được. Nếu cậu không né được thì sẽ bị giết. Ngô Bình nói, nhưng sức mạnh ấy lớn quá, ta sợ không chống đỡ được. Bàn Nguyên, cậu đã hấp thu bao linh khí của vũ trụ chính rồi thì không phải sợ ai hết. Ngô Bình thở dài nói, tuy là thế nhưng người này mạnh lắm đất, chắc là tu sĩ cảnh giới thần thông rồi. Bây giờ, Ngô Bình không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Anh lập tức xông ra khỏi đỉnh Cô Tú rồi rời khỏi huyền minh giáo và bay tới nơi hoang vắng. Anh không thể để bản thân mình liên lụy đến nhóm Vân Thường và huyền minh giáo. Đến nơi vắng vẻ rồi, anh chắp tay lại, một đại trận từ linh phù xuất hiện trên đỉnh đầu, đó chính là linh trận của anh. Linh trận tạo thành một tấm lá chắn to lớn, nó vừa hình thành thì đường kiếm kia đã ấp xuống. Cheng! Lá chắn nứt toác, đường kiếm chém xuống mặt đất. Nhưng Ngô Bình đã biến mất từ lâu. Thì ra anh đã thi triển thuật độn thổ để rời khỏi đây và che giấu luôn khí tức của mình. Đường kiếm mất mục tiêu nên xoay tròn tại chỗ một lúc rồi biến mất. Chuyện này đã làm kinh động tới nhiều tu sĩ, trong đó có cả các cao thủ của huyền minh giáo. Ngô Bình đang trốn trong một hang động, anh hỏi, Tiểu Minh, ai định giết ta đó? Tiểu Minh, một kiếm tu ở đây, thực lực của người này rất mạnh. Nhưng tại sao muốn giết cậu thì tôi không rõ. Ngô Bình, người đó ở đâu? Tiểu Minh, tốt nhất cậu đừng đi tìm người ta, giờ cậu chưa phải đối thủ của họ đâu. Ngô Bình thở dài nói, xem ra ta phải nhanh chóng tăng thực lực thôi, 300 luồng tiên khí đâu. Tiểu Minh, bình tĩnh, cậu luyện đến tầng thứ 10 của luyện khí đi đã. Tầng thứ 9 của luyện khí là đoàn thần, tầng thứ 10 là bí lực. Đoàn thần chính là rèn luyện linh niệm trở thành linh thần, sau đó hợp nhất với ý chí của mình, từ đó tạo ra nguyên thần mạnh mẽ. Có nguyên thần rồi thì có thể làm được nhiều chuyện mà trước giờ không thể và trở thành một cao thủ luyện khí thật sự. Ngô Bình, được rồi, vậy ta sẽ tu luyện đến tầng thứ 10 trước. À Tiểu Minh, với trình độ hiện giờ nếu ta đến vũ trụ chính thì sẽ có tu vi thế nào? Tiểu Minh ngẫm nghĩ rồi đáp. Giờ cậu mà đến vũ trụ chính thì tương đương với một nhân vật trong một bức tranh nào đó trên tường, có thể đó là một bức tranh rất đẹp, nhưng ngoài để ngắm ra thì không còn tác dụng nào khác. Ngô Bình nhăn mặt, trước đó anh cứ tưởng chỉ cần hấp thu được sức mạnh của vũ trụ chính và tu luyện công pháp ở đó thì có thể trở thành cường giả mạnh mẽ, nhưng giờ xem ra anh nhầm to rồi. Anh không hề thoái chí mà hỏi tiếp, có cách nào khiến ta đến vũ trụ chính rồi có thể trở thành vương giả không? Tiểu Minh lắc đầu, không, dù cậu có mạnh đến mấy ở đây thì khi đến đó rồi cũng chẳng là gì cả. Giọng nói của Bàn Nguyên chợt vang lên, sao lại không? Nếu cậu có thể nhận được nhiều nguyện lực hương khói trong nhân gian thì có thể trở thành thần ở vũ trụ chính đấy. Nguyên lực hương khói trong nhân gian cũng có thần thông mà, nếu cậu có nó rồi thì sẽ hơi bị đỉnh ở vũ trụ chính luôn. Tiểu Minh, Bàn Nguyên, người đừng có phát biểu tối kiến. Làm như lấy được nguyên lực dễ thế à? Năm xưa, những người lấy nguyện lực đã có kết quả thế nào, người quên rồi ư? Ngô Bình, kết quả thế nào? Tiểu Minh, họ đã bị thần minh của vũ trụ chính luyện hóa thành con rết, cậu nói thử xem có thảm không? Ngô Bình cười nói, bình tĩnh, tôi chỉ hỏi thử thôi chứ có định làm theo cách ấy đâu. Tiểu Minh, tốt nhất cậu quên ngay cái cách ấy đi. Ngô Bình, nhưng lấy nguyên lực kiểu gì được? Bàn Nguyên, nhiều cường giả mở vũ trụ phụ rất có uy tín ở vũ trụ chính, họ và các đệ tử của mình thường được người trong nhân gian thờ phụng. Những cường giả này sẽ thăng cấp thành thần minh,
họ thường mở thần phủ trong vũ trụ trụ để hấp thu nguyện lực. Ngô Bình hiểu ra, trong vũ trụ minh cổ cũng có thần phủ à? Bàn Nguyên, đương nhiên là không, cái vũ trụ đạo cảnh tầng thứ ba bé tẹo này thì lấy đâu ra? Tiểu Minh, nói như vũ trụ nhà ngươi thì có đấy. Bàn Nguyên, tuy vũ trụ ta không có, nhưng ta vẫn vui hơn ngươi. Ngô Bình, vậy ở đâu có? Tiểu Minh cảnh cáo, tôi khuyên cậu đừng đi theo lối này, nơi đó vô cùng đặc biệt, sức mạnh ở đó khiếp đảm lắm. Bất kỳ một nhân vật nhỏ nào trong thần phủ cũng mạnh hơn cậu nhiều. Ngô Bình cau mày, gì đến mức ấy? Tiểu Minh, dù có dùng lời lẽ khoa trương đến mấy cũng không đủ hề hình dung sự đáng sợ ở đó đâu. Vậy là trong thần phủ không chỉ có thần minh, mà còn có người khác nữa à? Bàn Nguyên, các thần minh này sẽ chọn ra vài người trong vũ trụ gốc của mình đến đây làm thuộc hạ cho họ. Các thần minh giỏi đều có rất nhiều tùy tùng ở bên cạnh, đến các thần minh kém hơn cũng có đến vài trăm tùy tùng đấy. Chính thần minh cho các tùy tùng của mình thực lực à? Bàn Nguyên, đương nhiên, chỉ cần một ý niệm của thần minh cũng đủ cho người bình thường trở thành cường giả siêu cấp rồi. Dẫu sao thần minh cũng là người rất mạnh ở vũ trụ chính mà, không cùng đẳng cấp với cậu đâu. Ngô Bình chẹp miệng, sớm muộn gì cũng có ngày tôi thành cường giả siêu cấp của vũ trụ chính. Tiểu Minh, có ý chí là tốt, nhưng trước khi làm được điều đó thì cậu cần đạt đến tầng thứ 10 cảnh giới luyện khí đã. Ngô Bình, biết rồi, Dục Hoài. Sau đó, anh bắt đầu đột phá tầng thứ 9 là đoàn thần. Đoàn thần là biến ý niệm thành linh thần, điều này không có gì khó với Ngô Bình cả, dẫu sao thực lực cùng tư chất của anh cũng hơn hẳn người bình thường. Linh niệm vận chuyển trong người anh, sau đó được anh rèn luyện bằng thuật đoàn thần. Linh thần liên tục thu nhỏ, anh liên tục rót linh lực vào khiến linh niệm ngày càng lớn mạnh hơn. Khi linh niệm lớn mạnh tới một mức độ nhất định thì sẽ có năng lực đột phá thành linh thần. Linh niệm của Ngô Bình đã được 48 loại linh lực từ vũ trụ chính rèn luyện nên đương nhiên vô cùng phi phàm. 3 ngày sau, linh niệm đã vượt xa điểm đột phá giới hạn, nó đã hấp thu đủ linh lực nên đã hòa thành một ảo ảnh hình người rồi nằm ở ức của Ngô Bình. Sau đó bắt đầu hấp thu nguyên khí quanh người anh. Quỳnh. Trong đầu Ngô Bình vang lên một tiếng động mạnh, tư duy cùng tinh thần đã tăng lên gấp nhiều lần, điều này chứng tỏ cuối cùng anh đã tạo ra được linh thần. Linh thần đã trở thành thần hồn thứ hai của Ngô Bình, nó mạnh hơn thần hồn cũ của anh nhiều. Bàn Nguyên vẫn đang chờ Ngô Bình đột phá nên nói ngay, cậu đã ngưng tụ được linh thần rồi, tiếp theo linh thần sẽ bị sức mạnh ngoại giới tấn công. Tôi biết một nơi cho cậu đi để linh thần được mạnh hơn đấy. Tiểu Minh, đừng nói là linh vực vô giới nhé. Bàn Nguyên, nó chứ ai? Tiểu Minh, nếu đưa Ngô Bình đến đó thì ngươi sẽ tiêu hao rất nhiều sức mạnh, đã thế còn gặp rất nhiều nguy hiểm nữa. Bàn Nguyên, chúng ta không có cảm giác thì sợ gì mấy cái nguy hiểm ấy. Tiểu Minh, cũng đúng. Ngô Bình chưa kịp hỏi đó là nơi thế nào thì đã được đưa đến một thời không khác rồi, quanh người anh các tia sáng ngũ sắc, một luồng sức ép cực lớn khiến anh không thở nổi và cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Bàn Nguyên như biết nỗi nghi hoặc trong anh nên nói, đây là ranh giới giữa vũ trụ phụ và vũ trụ chính, vì thế cậu cũng có thể hấp thu được sức mạnh của vũ trụ chính tại đây. Nếu linh thần của cậu có thể trưởng thành ở đây thì sau này thành tựu của cậu sẽ rất phi thường. Ngô Bình hít sâu một hơi rồi nói, cảm ơn Bàn Nguyên. Sức lời, linh thần của anh bay lên cao rồi xuất hiện trong tia sáng ngũ sắc. Linh thần vừa ra ngoài thì đã có rất nhiều sức mạnh ở xung quanh xuống tới. Bị chúng tấn công, Ngô Bình vô cùng đau đớn, cảm giác như chết đi chết lại cả vạn lần. Bàn Nguyên, tuy đau nhưng rất có lợi, cố chịu đi sẽ có nhiều lợi ích. Vì thế Ngô Bình cắn răng quyết không thu linh thần xề. Sức mạnh quanh linh thần ngày càng nhiều, dần dà sấm sét cũng tới, ban đầu chỉ bé như con rắn, sau đó to như cánh tay. Đoàng. Cuối cùng, một tia sét giáng xuống linh thần của Ngô Bình, linh thần vặn vẹo như sắp tan biến, Ngô Bình cũng đau đến mức sắp chết đến nơi cho đến khi Bàn Nguyên gọi anh dậy. Ngô Bình vô cùng hào hứng, Ngô Bình, cậu đã chịu được sức mạnh sấm sét của vũ trụ chính, siêu quá. Ngô Bình khép hờ mắt, thế đã được chưa? Bàn Nguyên, giờ cậu đi được rồi,
nhưng nếu cậu có thể chờ thêm một lát thì sức mạnh của vũ trụ phụ và chính sẽ mở. Khi ấy, sẽ có rất nhiều sức mạnh của vũ trụ chính tiến vào linh thần của cậu. Như vậy thì cậu sẽ có nhiều lợi ích hơn cả bây giờ. Ngô Bình chỉ muốn chửi thề, Bàn Nguyên, có phải ngươi muốn ép ta chết không? Bàn Nguyên, tôi chỉ nói vậy thôi, tùy cậu chọn sao thì chọn. Ngô Bình híp mắt lại lẩm bẩm, giờ ta chỉ là ý thức hư ảo thôi nên sống hay chết cũng thế, thôi liều vậy, thành công rồi thì sẽ có nhiều cơ hội đến vũ trụ chính hơn. Dứt lời, anh nhắm mắt lại rồi chờ sức mạnh xuất hiện. Không biết chờ bao lâu sau thì có một tiên quang cửu sắc bay từ xa tới, nó nhanh chóng xuyên qua linh thần của Ngô Bình, sau đó tiến vào vô vàn các vũ trụ phụ. Sức mạnh này quá lớn, sau khi bị nó tấn công, linh thần của Ngô Bình đã tan tác rồi hóa thành rất nhiều các mảnh vụn, chẳng khác nào bột mì bay loạn giữa trời. Ngay sau đó, ý thức của Ngô Bình đã đình trệ, anh cảm thấy linh hồn của mình hòa vào trong vũ trụ. Tiếp đó, như cả vạn năm đã trôi qua anh chợt khôi phục lại ý thức. Anh mở mắt ra thì thấy linh thần vẫn lơ lửng trên không như chưa từng biến mất. Nó hóa thành một tia sáng rồi chui lại vào trong người anh. Sau đó anh cảm thấy nó đã đáng sợ và lớn mạnh hơn nhiều. Thần hồn của anh cũng nhập vào linh thần, hai cái hòa làm một, sau đó ngưng tụ thành nguyên thần. Ngô Bình đã có cả nguyên thần và thần niệm của anh đã bao phủ toàn bộ lĩnh vực vô giới, thậm chí còn kéo dài đến vũ trụ phụ và chính. Anh thấy có rất nhiều vũ trụ ở phía vũ trụ phụ đan chặt vào nhau, đồng thời cũng cảm nhận được sự to lớn của vũ trụ chính. Bàn Nguyên, cậu có thể tiếp tục tu luyện bí lực ở đây. Thật ra, bí lực chính là một sức mạnh đặc biệt trong vũ trụ chính, các sức mạnh này rất đặc biệt, chúng không chỉ tồn tại ở vũ trụ chính, mà còn có thể tới các vũ trụ phụ. Nhưng nếu cậu chỉ ở vũ trụ phụ thì rất khó được tiếp xúc với chúng. Song lĩnh vực vô giới này thì khác, đây là nơi giao thoa giữa vũ trụ phụ và chính, cậu có thể dễ dàng lấy được bí lực của vũ trụ ở đây. Ngô Bình gật đầu. Sau đó nghỉ ngơi một lát, nguyên thần lại lao ra ngoài. Nguyên thần của anh ít cũng cao mấy chục nghìn mét và có khí tức bức người, thần niệm lớn mạnh quét khắp lĩnh vực để tìm bí lực. Hơn chục phút sau, Ngô Bình chợt cảm thấy có một luồng sức mạnh to lớn bay từ xa đến. Nguyên thần của anh lập tức lao ra rồi vồ lấy, luồng sức mạnh kia bị bắt thì nhanh chóng biến thành một quả cầu sáng màu xanh. Bàn Nguyên nói, luyện hóa nó đi, nhanh lên. Ngô Bình không kịp nghĩ ngợi nhiều, nguyên thần đã há miệng ra rồi nuốt chửng quả cầu sáng đó. Khi quả cầu sáng chui xuống bụng anh thì đã biến thành một sức mạnh thần kỳ và thấm vào trong nguyên thần, sau đó tự hình thành một mạch lạc có tên là bí mạch. Cứ thế, một lát Ngô Bình lại bắt được một loại bí lực và luyện hóa nó. Bí lực anh luyện hóa được ngày càng nhiều hơn, giờ đã có đến 100 loại. Điều kỳ lạ là Bàn Nguyên chẳng thấy nói gì. Ngô Bình hỏi, Bàn Nguyên, ta còn cần ăn bao nhiêu bí lực nữa? Bàn Nguyên, tu sĩ bình thường chỉ cần luyện một loại thôi là đủ rồi, nhưng họ luyện hóa bí lực sơ kỳ nên không so với cậu được. Ngô Bình, của ta là bí lực cao cấp à? Bàn Nguyên, không, nguyên thần càng mạnh thì bí lực luyện hóa được càng mạnh. Trong các bí lực mà cậu đã luyện hóa được thì có 12 loại cấp thần, 15 loại cấp huyền, còn lại đều là cao cấp. Ngô Bình có vẻ ngạc nhiên, cấp thần mới là giỏi hả? Bàn Nguyên, thiên tài giỏi nhất ở chỗ tôi chỉ luyện hóa được 2 bí lực cao cấp và 5 bí lực trung cấp thôi. Còn cậu luyện hóa được cả đống cao cấp rồi. Ngô Bình, có bí lực rồi thì ta có thể tu luyện bí kỹ, chúng ta về thôi. Bàn Nguyên, được. Ngay sau đó, Ngô Bình đã quay trở lại vũ trụ Minh Cổ. Tiểu Minh, không ngờ cậu lại lĩnh ngộ được nhiều bí lực mạnh như thế, đúng là tôi không nhìn nhầm người mà. Ngô Bình, giờ ta tu luyện các tiên khí được chưa? Tiểu Minh, nãy giờ cậu đã tu luyện liên tục nên chắc cũng mệt rồi, 3 ngày nữa tôi sẽ cho cậu tu luyện tiên khí. Ngô Bình gật đầu, cũng được, mấy ngày tới, ta sẽ tu luyện bí lực. Sau đó, anh đã rời khỏi hang động rồi quay về Huyền Minh giáo. Lúc này, khí tức của anh đã khác trước rất nhiều. Anh đột ngột bỏ đi rồi mấy ngày sau mới về làm nhóm Vân Thường lo sốt vó, giờ thấy anh bình an quay lại, bọn họ đều mừng rỡ. Lão gia, người đi đâu vậy ạ? Khuynh Thành hỏi.
Ngô Bình cười nói, anh đi lượn vài vòng thôi, ở nhà có chuyện gì không? Vân Thường, không ạ, chỉ có nhiều người muốn gặp lão gia thôi. Ngô Bình, anh không có hứng kết giao với họ, sau này mà có ai đến thì cứ bảo anh không có nhà. Anh vừa nói xong thì Trương Toàn hớt hải chạy vào báo, bên ngoài có một trưởng lão xin gặp ạ. Nghe thấy là trưởng lão, Ngô Bình nói, mời vào. Ngay sau đó, có một ông lão xuất hiện, ông ấy chắp tay rồi cười nói, Ngô công tử, ba hôm nữa có một cuộc gặp gỡ của các đệ tử tinh anh, cậu có tham gia không? Ngô Bình, buổi gặp gỡ của các đệ tử tinh anh ư? Do Huyền Minh giáo tổ chức hay các đệ tử tinh anh tự tổ chức? Trưởng lão kia, do Huyền Minh giáo tổ chức, nhưng thường do các đệ tử tinh anh lên kế hoạch. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được, tôi sẽ đến, phiền trưởng lão phải đến báo tin rồi. Trưởng lão kia, công tử đừng khách sáo, không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép. Người đó về rồi, Ngô Bình mới hỏi Vân Thường, em có biết gì về buổi tụ họp này không? Vân Thường, thật ra là một buổi sắp xếp lại thứ tự giữa các đệ tử tinh anh thôi. Anh vừa thành đệ tử tinh anh mới nên đã phá vỡ trật tự cũ nên họ cần xếp lại. Ngô Bình, thế là họ có ý nhắm vào anh rồi. Vân Thường, không hẳn vậy, thân phận của anh rất cao quý nên chắc họ không dám đắc tội đâu, song cũng chưa chắc chắn hoàn toàn. Ngô Bình, kiểu gì trong số họ cũng có người không phục, hội này vô vị thật đấy. Ba ngày nữa, anh sẽ là đệ tử số một cho họ coi. Vân Thường, anh định đến tiên khí điện à? Ngô Bình, ừ, có huyền minh tiên thể thì sẽ thành đệ tử số một đúng không? Anh sẽ luyện hóa tiên khí huyền minh. Vân Thường, chắc nhóm đệ tử tinh anh kia sẽ tức ói máu mất. Chu Khuynh Thành, không những thế, họ còn phải chùn gối nữa. Lão gia, hôm nọ tiểu mi xuống núi mua đồ, kết quả suýt nữa đã bị con trai của một trưởng lão trêu chọc. Ngô Bình cau mày, hắn đã làm gì? Khuynh Thành, hắn cho người đến bắt Tiểu Mi, may mà Tiểu Mi bảo mình là người ở đỉnh Cô Tú nên người đó mới chịu thôi, nhưng miệng vẫn tuôn những lời dơ bẩn. Ngô Bình híp mắt lại, đã hỏi ra đó là con của trưởng lão nào chưa? Khuynh Thành, em cho người đi điều tra thì bố của tên đó là Đà Điên. Vân Thường, ông ta là trưởng lão chấp pháp của Huyền Minh giáo, ở chấp pháp đường địa vị chỉ đứng sau mỗi một trưởng lão thôi. Vì nắm nhiều quyền hành trong tay nên các đệ tử không dám đắc tội với ông ta, thành ra người nhà của ông ta rất phách lối, ai bị họ bắt nạt cũng đành ngậm miệng cho qua. Ngô Bình cười khẩy, người nhà của trưởng lão chấp pháp làm thế là cố tình phạm pháp rồi, Tiểu Mi, chúng ta lại đến chỗ đó, để anh xem họ ăn gan hùm hay sao mà dám động đến người phụ nữ của anh. Vân Thường thấy Ngô Bình nóng nảy thì nói, em thấy mọi chuyện ổn rồi mà. Ngô Bình, ổn sao được? Đi thôi. Vân Thường đành chịu, Đà Điên này là họ hàng của vợ giáo chủ, hình như là em họ của vợ giáo chủ. Ngô Bình cau mày, có họ với giáo chủ cơ à? Vân Thường gật đầu, vì thế chuyện này mới khó giải quyết. Ngô Bình hừ lạnh nói, anh phải dạy dỗ lại con cháu của Dương Đoạn Thạch thay ông ta, nếu giáo chủ có ý kiến gì thì anh không thèm ở lại Huyền Minh giáo nữa, đi thôi. Trong Huyền Minh giáo có rất nhiều thành phố. Trong đó có một nơi rất nổi tiếng là thành Đạo Pháp, một thành lớn được xây dựng từ khi Huyền Minh giáo khởi sắc đến nay, việc kinh doanh ở đây rất phát triển nên người qua người lại như mắc cười. Không chỉ có tu sĩ của Huyền Minh giáo sống ở thành này, mà còn có cả những người ở các thế lực nhỏ khác tại các vùng lân cận cũng đến định cụ. Đến nay, trong thành này đã có trên chục triệu dân. Ngô Bình và Chu Thiên Mi đã xuất hiện trước một biệt phủ nằm ở phía bắc thành Đạo Pháp. Ngô Bình hỏi, chỗ này hả? Chu Thiên Mi gật đầu, vâng, khi đó em ngồi trên xe ngựa đi qua đây, người đó đã chạy ra. Sau khi nhìn thấy em thì đã chặn xe ngựa lại rồi nói những lời thô tục. Nếu em không báo thân phận ra thì chắc hắn đã xông vào xe của em rồi. Lúc này, có một đoàn trống nhạc đi từ trong phủ ra, theo sau là một người đàn ông mặc đồ màu đỏ, hình như chuẩn bị đi đón dâu. Hiện đang có rất nhiều người xem náo nhiệt ở đây, Ngô Bình kéo một người lại hỏi, nhà này có việc gì thế? Người kia đáp, tam thiếu gia của nhà họ Đà chuẩn bị đi đón dâu, nghe nói vợ cậu ấy là Ngọc Tiên Kiều, một trong tứ đại mỹ nhân của thành này đấy. Ngô Bình, tam thiếu gia này số hưởng quá nhỉ?
Người kia nhìn Ngô Bình rồi nói, cậu ở nơi khác tới hả? Thật ra Ngọc Tiên Kiều không muốn gả vào nhà này đâu, nhưng thế lực của nhà họ Đà quá lớn nên nhà họ Ngọc không dám từ chối. Ngô Bình, nếu nhà này có thế lực lớn thì Ngọc Tiên Kiều gả vào đây chẳng sướng quá à? Người kia lắc đầu, cậu không biết đấy thôi, tam thiếu gia nhà này xấu tính lắm, thường xuyên đánh chết người. Ngọc Tiên Kiều đến đây thì có được mấy ngày êm ấm. Ngô Bình hỏi thêm vài người nữa thì họ đều kể lại như nhau, anh ngẫm nghĩ rồi nói với Chu Thiên Mi, em đi tìm Ngọc Tiên Kiều đi, sau đó bảo đệ tử số 1 của Huyền Minh giáo là anh muốn lấy cô ấy, xem cô ấy có bằng lòng không. Chu Thiên Mi sững người nói, lão gia chưa gặp cô ấy bao giờ mà đã muốn lấy cô ấy rồi ư. Ngô Bình, đây là kế hoạch của anh thôi, sau khi xong việc, cô ấy vẫn là đại tiểu thư của nhà họ Ngọc. Chu Thiên Mi, em hiểu rồi, anh định mượn đây để trả đũa nhà họ Đà, đồng thời cứu Ngọc Tiên Kiều. Ngô Bình, Thiên Mi, anh ở Huyền Minh giáo gần như không phải cúi đầu với ai. Nhà họ Đà này dám động vào em thì anh phải bắt họ trả giá, không thì sao xưng với danh đệ tử số 1 chứ. Chu Thiên Mi gật đầu, vâng, em sẽ đi ngay. Ngô Bình đi theo sau đoàn rước dâu và trở thành một thành viên xem náo nhiệt. Anh mới đi được nửa đường thì Chu Thiên Mi đã quay lại rồi cười nói, Ngọc Tiên Kiều đồng ý rồi, nhưng cô ấy có một điều kiện là lão gia không được biến giả thành thật. Ngô Bình cười phá lên, cô ấy nghĩ hay quá nhỉ. Chu Thiên Mi che miệng cười, nên em đồng ý rồi. Cô ấy nói tiếp, lão gia, Ngọc Tiên Kiều xinh lắm, không thua gì chị em bọn em đâu. Ngô Bình, trên đời thiếu gì phụ nữ đẹp. Lẽ nào cứ đẹp là anh phải giữ lại bên mình à? Chu Thiên Mi le lưỡi rồi nói, em chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Ngô Bình, kiệu và xe ngựa rước dâu đã chuẩn bị xong chưa? Chu Thiên Mi, rồi ạ, em đã bảo họ chờ sẵn bên ngoài nhà họ Ngọc, nhưng hơi gấp nên không long trọng lắm. Ngô Bình, không sao, có là được rồi. Khi đoàn rước dâu sắp đến trước cửa nhà họ Ngọc, Ngô Bình tăng tốc chạy lên trước rồi vung tay lên, kèn trống bắt đầu vang. Nhà họ Ngọc nghe thấy thế thì tưởng đoàn đón dâu của nhà họ Đà đã tới nên mở cửa ngay, một cô gái mặc đồ tân nương đi thẳng về phía Ngô Bình. Tuy cách một tấm khăn che mặt, nhưng Ngô Bình vẫn cảm nhận được đây là một cô gái rất xinh đẹp. Anh giơ tay ra, cô gái đưa tay cho anh rồi được anh đỡ lên kiệu. Người nhà họ Ngọc chợt phản ứng lại. Có người hô lên, đó không phải tam thiếu gia nhà họ Đà. Một người đàn ông trung niên xông ra rồi tức tối quát, tiểu tử, cậu là ai hả? Sao dám phá hỏng ngày vui của nhà tôi? Ngô Bình cười nói, nhạc phụ đại nhân, con là Ngô Bình, đệ tử tinh anh của Huyền Minh giáo, hơn nữa còn sắp là đệ tử số 1. Các thế lực lớn nhỏ ở xung quanh đây đều nương tựa vào Huyền Minh giáo, vì thế Huyền Minh giáo có bất cứ chuyện gì họ cũng đều biết. Chuyện Ngô Bình trở thành đệ tử tinh anh và nhận Cửu Quang Thái làm sư phụ đã truyền đi khắp nơi, ai ai cũng biết. Nghe thấy thế, nhà họ Ngọc kinh ngạc rồi hành lễ ngay. Người đàn ông trung niên vội nói, tại hạ là Ngọc Lương Nhất, gia chủ của nhà họ Ngọc, tham kiến công tử. Ngô Bình, nhạc phụ đại nhân đừng đa lên, con và Tiên Kiều đã nên duyên rồi, chỉ chưa công bố rộng rãi thôi. Hôm nay, con đến đón cô ấy. Hy vọng được nhạc phụ đại nhân tác thành. Ngọc Lương Nhất đắn đó, ông ấy không dám chọc vào Ngô Bình, nhưng cũng không thể đắc tội với nhà họ Đà, thành ra chẳng biết phải làm sao. Lúc này, đoàn rước dâu của nhà họ Đà đã đến. Khi họ thấy cảnh này thì đều ngẩn ra, tam thiếu gia kia sầm mặt rồi nói với tùy tùng, đi hỏi xem có chuyện gì. Một tên đầu chọc đi tới rồi hỏi Ngọc Lương Nhất, nhà ông làm cái trò gì thế hả? Sao lại có thêm một đoàn rước dâu nữa? Ngô Bình nói lớn lên, tôi đến đón vợ mình, liên quan gì đến anh? Tên đầu chọc khùng lên, to gan nhỉ, dám cướp dâu của nhà họ Đà, có giỏi thì nói tên đi. Ngô Bình, Ngô Bình của Huyền Minh giáo. Nghe thấy thế, tên đầu chọc ngẩn ra vì thấy quen quen, sau đó cười mỉa nói, Ngô Bình ngô biết cái gì, dám đắc tội với nhà họ Đà, chán sống rồi hả? Ngô Bình, có cái nhà họ Đà còn con thì làm gì được tôi? Tên đầu chọc giỏi, cứ chờ đấy. Gã chạy lại về phía tam thiếu gia kia, nhưng vừa định nói thì tam thiếu gia đã giành trước, ta nghe thấy hết rồi.
Ngô Bình là đệ tử tinh anh của Huyền Minh giáo đấy, ha ha, hắn tưởng mình là đệ tử tinh anh thì có thể coi thường nhà họ Đà chắc. Tam thiếu gia xuống ngựa rồi đi thẳng về phía Ngô Bình, sau đó tươi cười nói, Ngô sư huynh, nghe danh đã lâu. Ngô Bình, trông anh thế này chắc cũng đến đón dâu hả? Tam thiếu gia, đúng, tôi đang đến đón Ngọc Tiên Kiều, không ngờ lại gặp sư huynh. Ngô Bình, thế à? Anh hỏi Ngọc Tiên Kiều, sao lại có người đến đón em tiếp thế này, em định lấy hai người một lúc à? Ngọc Tiên Kiều, chồng, em không muốn gả vào nhà họ Đà đâu, là họ ép em, còn nhà em không dám chống lại. May mà có anh đến, không thì em nhảy vào hố lửa rồi. Tam thiếu gia, Ngọc Tiên Kiều, cô nói gì thế hả? Ngô Bình sầm mặt nói, họ Đà kia, họ hét với ai thế hả? Có biết cô ấy là vợ tôi không? Tam thiếu gia không thể nhịn được nữa nên gào lên, họ Ngô kia, đừng có không biết điều. Anh tưởng mình là đệ tử tinh anh thì giỏi lắm hả? Có biết bác họ tôi là ai không? Ngô Bình, liên quan gì đến tôi? Giờ anh xin lỗi vợ tôi mau, không thì đừng có trách. Tam thiếu gia, đúng là ngông cuồng. Người khác sợ anh nhưng tôi thì không đâu. Dứt lời. Hắn lấy một đạo phù ra rồi đập vào người, toàn thân hắn lập tức phát sáng, khí tức cũng trở nên bức người. Ngô Bình bình thản nói, có trò mèo mà định dọa ai? Tam thiếu gia, đây là đại lực kim cương phù, giờ tôi đã có thực lực ngang với tu sĩ thần thông tầng thứ ba, xem một quyền của tôi đây. Dứt lời, hắn hét lên rồi tấn công Ngô Bình. Ngô Bình giơ một tay lên đỡ, tam thiếu gia đã bay ra xa rồi ngã xuống đất. Tay hắn bị gãy, mặt thì tái nhợt, toàn thân run rẩy. Ngô Bình đi tới gần rồi nói, về bảo với bố anh nếu không phục thì cứ đến đỉnh Cô Tú tìm tôi. Dứt lời, anh đỡ Ngọc Tiên Kiều lên kiệu rồi nghênh ngang bỏ đi. Kiệu đi được một đoạn rồi, Ngô Bình mới buông Ngọc Tiên Kiều ra rồi nói, cô về tạm Huyền Minh giáo với tôi một thời gian nhé. Ngọc Tiên Kiều đã tháo khăn đội đầu ra, để lộ dung nhan tuyệt sắc. Sau đó hành lễ với Ngô Bình, cảm ơn công tử đã ra tay cứu giúp. Ngô Bình gật đầu, đừng khách sáo, anh vừa nói dứt câu thì đã có một đám mây xuất hiện rồi đưa ba người bay về đỉnh Cô Tú. Mặt khác, gia chủ của nhà họ Đà là trưởng lão Đà Điên của Huyền Minh giáo cũng đã nhận được tin. Lúc này, Tam thiếu gia đang quỳ dưới đất rồi khóc lóc nói, bố, tên Ngô Bình đó đúng là ức hiếp người quá đáng. Hắn chẳng coi bố ra gì cả nên dám cướp vợ của con trước mặt bao người, đúng là không thể chấp nhận được. Đà Điên cũng là người có máu mặt ở Huyền Minh giáo, vì là cháu ruột của vợ giáo chủ thì sao có thể nuốt trôi cục tức này được. Ông ta hừ lạnh nói, đúng là đồ vô dụng, nín đi. Ở chỗ mình vốn có truyền thống cướp sâu mà, con không có bản lĩnh thì còn trách ai. Tam thiếu gia, bố phải đòi lại công bằng cho con. Đà Điên, dù con có vô dụng đến đâu thì cũng là con trai của Đà Điên ta, Ngô Bình này đúng là không coi ta ra gì. Đà Điên không đến tìm Ngô Bình, mà tới gặp Cửu Quang Thái. Đệ tử làm sai thì đương nhiên ông ta phải đến tìm sư phụ. Cửu Quang Thái đang ở cùng người nhà thì Đà Điên đến, ông ấy hơi ngạc nhiên, dẫu sao cả hai chỉ quen sơ chứ không thân thiết gì. Đà trưởng lão, cơn gió nào thổi ông đến đây thế này? Đà Điên, Cửu trưởng lão, đệ tử của ông đã cướp con dâu của tôi, chuyện này ông định tính sao? Cửu Quang Thái sững người, tuy không biết lý do nhưng cũng đoán được là có nội tình nên cười nói, ủa, chỗ chúng ta có truyền thống cướp dâu mà, tôi nhớ phải có đến 10 bà vợ hiện giờ của ông cũng do ông cướp dâu về mà. Câu này khiến Đà Điên cứng họng, mãi sau ông ta mới nói, tôi không biết, nhưng ông phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng. Cửu Quang Thái, thế ông muốn gì? Đà Điên, bảo Ngô Bình trả con dâu cho tôi rồi đến tận nhà tôi xin lỗi. Bọn họ đều là người của Huyền Minh giáo, hơn nữa Cửu Quang Thái đang muốn trở thành giáo chủ nên ông ấy không muốn đắc tội với người này, vì thế đã sai người đi gọi Ngô Bình tới. Ngô Bình đã nhanh chóng có mặt, anh cười nói, sư tôn. Cửu Quang Thái thở dài nói, Ngô Bình, đây là Đà Điên trưởng lão. Ông ấy bảo con đã cướp vợ của con trai ông ấy, có chuyện này không? Ngô Bình nghiêm túc đáp, làm gì có ạ? Con và Ngọc Tiên Kiều đã có tình cảm từ lâu, hơn nữa cũng là con đến đón dâu trước.
Tự nhiên tam thiếu gia nhà họ Đà nhảy ra rồi đòi giết con, còn bảo đệ tử tinh anh như con cũng không là cái thá gì, giáo chủ đến thì anh ta vẫn đánh cho như thường. Đà điên nghe xong thì nói, cậu đừng nói linh tinh, con tôi nói vậy khi nào hả? Ngô Bình, Đà trưởng lão, ông không có mặt ở đó thì sao biết được? Con ông ngông lắm, đến đệ tử tinh anh như tôi còn đòi giết. Sau đó, anh hỏi Cửu Quang Thái, sư tôn, mưu sát đệ tử tinh anh thì phạt thế nào ạ? Cửu Quang Thái, Chu Di Tam Tộc. Ngô Bình lại hỏi Đà Điên, Đà trưởng lão, con ông chắc cũng là đệ tử của Huyền Minh giáo đúng không? Ông cố ý mưu sát đệ tử tinh anh là mắc trọng tội đấy. Cửu Quang Thái nói ngay, Đà trưởng lão, con trai ông cũng bất cẩn quá, nếu để giáo chủ biết chuyện cậu ta mưu sát đệ tử tinh anh thì gay đấy. Đà Điên nghe xong chẳng những không sợ mà còn cười phá lên, sao, các người định lấy chuyện không đâu ra để dọa tôi à? Ngô Bình, nếu cậu không trả lại con dâu cho tôi thì đừng có trách. Ngô Bình thờ ơ nói, ông định làm gì? Lại đòi giết tôi giống con trai ông à? Đà Điên hừ nói, cứ chờ đấy, nói rồi, ông ta bỏ đi luôn. Ngô Bình nói với Cửu Quang Thái, sư tôn, giờ con sẽ đi kích cho lão điên lên rồi tấn công con, sau đó con sẽ phản công và giết lão, người cho vài người đến làm chứng nhé ạ. Cửu Quang Thái, Ngô Bình, ông ta ở tầng thứ ba thần thông rồi đấy. Ngô Bình cười nói, sư tôn yên tâm, chỉ cần ông ta dám ra tay thì con sẽ giết ngay. Cửu Quang Thái đã vô cùng tin tưởng Ngô Bình nên gật đầu rồi nói, ừ, nếu đã có thủ với nhau rồi thì phải diệt trừ luôn phòng hậu họa. Đà Điên vừa ra ngoài thì Ngô Bình đã đuổi theo rồi nói, họ Đà kia, con trai ông định giết tôi nên giờ tôi sẽ đi mách giáo chủ là nhà ông mưu sát đệ tử tinh, ông cũng không thoát tội đâu. Lúc này, hai người đang ở trên không, Đà Điên tức giận quát, tiểu tử kia. Rõ ràng là cậu đánh con trai tôi bị thương mà giờ còn định vừa ăn cướp vừa la làng à. Ngô Bình, ông mới là ăn cướp ấy. Tôi nghe nói ông đã cướp vợ của rất nhiều người khác, gần đây còn rước về hai tiểu thiếp mới 18 tuổi, ông cũng cướp họ về còn gì. Đà Điên nghiến răng kèn kẹt rồi gần giọng nói, cậu đang muốn chết đúng không? Với tôi thì cậu chỉ như con kiến hôi thôi. Ngô Bình, tôi là con kiến ư, ông hơi bị tự tin rồi đấy. Theo tôi thấy thì ông chỉ là một lão già vô dụng thôi. Quỳnh. Cuối cùng Đà Điên đã phát rồ lên rồi bùng nổ khí tức rồi giơ tay bóp cổ Ngô Bình. Ông ta bừng sát khí nói, giờ đã thấy sợ chưa hả? Ngô Bình chẳng hề có vẻ sợ hãi, ngược lại còn cười cợt, chờ mãi mới thấy ông ra tay, vậy là tôi phản công được rồi. Bụp. Ngô Bình tung một cú đấm vào ngực Đà Điên, cú đấm của anh chứa bí lực. Linh lực khủng bố. Toàn thân Đà Điên cứng đờ, sinh lực tắt dần rồi ngã xuống đất. Cửu Quang Thái và hai trưởng lão chấp pháp khác tình cờ đi ngang qua thì trông thấy cảnh này, cả ba hô lên rồi vội chạy tới xem. Ngô Bình đứng cạnh thi thể của Đà Điên rồi nói, sư tôn, người phải làm chủ cho con. Đà Điên này định giết con bị ép quá nên mới phản công. Không ngờ ông ta yếu quá nên con mới đấm một cú đã lăn quay ra chết rồi. Ba người kia ngơ ngác nhìn nhau, đến Cửu Quang Thái cũng sững sờ vì sức mạnh của Ngô Bình. Một trưởng lão chấp pháp nói, Ngô công tử, theo những gì chúng tôi thấy thì đúng là Đà Điên ra tay trước. Ông ấy là một trưởng lão mà lại ra tay với cậu thì là sai, giờ cậu giết ông ấy thì cũng đúng, không ai tiếc cả. Ngô Bình thở dài nói, nhưng tôi nghe nói Đà trưởng lão là cháu ruột của phu nhân giáo chủ. Cửu Quang Thái, người đã chết rồi thì còn thân thiết gì nữa? Ông ấy nói tiếp, được rồi, con về trước đi, chuyện còn lại để ta giải quyết. Ngô Bình gật đầu, vâng. Ngô Bình về nhà rồi nói với Chu Thiên Mi, lúc đó chỉ có tam thiếu gia nhà họ Đà vô lễ với em thôi hả? Chu Thiên Mi gật đầu, vâng, hắn dẫn theo một đám tùy tùng. Phân thường, Đà Điên chết rồi thì nhà họ Đà cũng xong đời. Người nhà họ sẽ thảm lắm đây. Ngô Bình, tại sao? Phân thường, sản nghiệp và của cải nhà họ sẽ bị cướp hết, còn người nhà họ hầu hết cũng chết thôi. Ngô Bình, cũng do họ tự chuốc lấy. Phân thường, sau chuyện này, sẽ không có nhiều người dám động vào anh nữa. Đà Điện ở tầng thứ ba thần thông rồi mà còn bị anh hạ bằng một cú,
thực lực như vậy ít cũng ngang với tầng thứ 5 thần thông. Ngô Bình, trong các đệ tử tinh anh thì ai có tu vi cao nhất? Vân Thường, tu vi cao nhất là Hoắc Đình, tầng thứ 6 thần thông, đây cũng là một thiên tài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 148.